cô lão đúng không ạ? Tức là mình có một chút tuổi, nhưng mà anh chị em chúng ta đừng đừng nhận là mình già nhé, mình đừng nhận mình già đúng không ạ? Mình lúc nào mình nhận mình trẻ thì mình sẽ trẻ, ok không ạ? Đấy. Chị Kim Anh nhá, chị Kim Anh hôm nay chia sẻ rất là hay, và rất là cảm ơn chị Kim Anh. Và những cái trường hợp như chị Kim Anh này, rồi như anh Quốc Cường này, rồi một số anh chị em mà lớn tuổi hoặc là một số anh chị em kém về công nghệ ấy, thì thực sự là Huy rất rất thích giúp những anh chị em như thế này. Đấy, tại sao ạ? Bởi vì đúng như chị Kim Anh nói là những trường hợp như anh chị như vậy mà còn có thể học được thì ai cũng có thể học được, ai cũng có thể làm được. Đấy, và những cái trường hợp như anh chị ấy, nó sẽ là những trường hợp điển hình và gì ạ, truyền cảm hứng cho những cái người khác, kể cả những người trẻ đúng không ạ? Có rất nhiều người có cái tư duy sai. Đấy, như hôm qua hôm kia Huy có chia sẻ đó, đó là cái tư duy mới quyết định là mình đi đúng hay đi sai đúng không ạ, đi đúng hướng hay đi sai hướng. Thế thì cái có rất nhiều người tư duy đó là gì ạ, à cái này ở phương Tây mới có chứ. Nhưng mà chị Kim Anh hôm nay chia sẻ chị bảo là sao ạ, internet ở Tây ấy là nó đắt lắm, cho nên là người ta dùng internet người ta tiết kiệm, nó không như Việt Nam đâu. Việt Nam dùng internet tẹt ga không phải nghĩ gì. Đấy, như vậy là gì ạ? Nếu mà nói về cái mức độ mà tiếp cận công nghệ ấy, Việt Nam là ăn đứt ở phương Tây luôn. Đúng không ạ? Chị Kim Anh với cả chị gì nhỉ? Chị gì ở Đức nhỉ? Hương. Chị Hương Xuân Hương, chị Xuân Hương đúng không ạ? Ok nhé. À. Các chị có thể chat xuống dưới ạ. Ok không ạ? Rồi. Đấy. Chúng ta cứ tưởng là như vậy, thực ra là Việt Nam mới là cái nước mà phổ cập internet còn cao hơn so với cả các cái quốc gia khác. Đặc biệt là về cái vấn đề phần mềm, bản quyền. Thì sao ạ? Ở nhiều quốc gia trên thế giới người ta vẫn dùng Windows Vista với ở Win 98 cái tờ từ thời ơ kìa, nhưng Việt Nam là sao, cứ Windows 11 12 mới ra là mình xài toàn gì ạ, toàn crack thôi đúng không ạ? Thế thì vấn đề là nếu như mà nói về việc mà đi tắt đón đầu ấy, thì Việt Nam là một trong những cái cơ hội, ở Việt Nam là một cơ hội. Và khi mà anh chị em tưởng tượng này, bây giờ chúng ta ở đây, anh chị em đang ngồi ở nhà anh chị em đúng không ạ? Đúng, Huy đang ngồi đây ở Hà Nội. Thì anh chị em tưởng tượng này, khi mà chúng ta sử dụng internet ấy, thì ngồi đâu không quan trọng nữa, tức là nó xóa nhòa về cái ranh giới về địa lý rồi, được chưa ạ? Và anh chị em thử nghĩ này, nếu mà Huy nói là anh chị em sẽ thấy này, là Huy ngồi Việt Nam mà Huy đào tạo khắp thế giới, anh chị em nghe thấy có đúng không ạ? Đúng không ạ? Ngồi ở Việt Nam mà có thể đào tạo khắp thế giới, đúng không ạ? Thì nó gì ạ? Nó rất là dễ. Và khi mà có internet ấy, thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, cơ hội để kinh doanh. Ngày xưa ấy, những cái trang web như là Clickbank này, rồi Fiverr này, rồi Upwork này, đấy, rồi là gì ạ? Amazon này, nó có cái gì đó nó xa vời ấy. Nhưng mà bây giờ là sao ạ? Tất cả những thứ đó nó trong tầm tay của chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có gì ạ? Có nghĩ là mình dám làm hay không thôi, mình có hay không thôi. Đấy, đúng không ạ? Ví dụ như là hôm vừa rồi thì Huy vừa mới đặt cái cuốn sách, cái cuốn truyện tranh đầu tiên viết bằng AI của Nhật Bản ấy, thì nó bán ở trên Amazon. Đấy, thì Huy mua cuốn sách đấy về để gọi là để kỷ niệm, để demo thôi. Đó. Đấy, ngoài ra thì Huy cũng đang xây dựng một cái kênh, một cái bookstore ở trên Amazon để bán sách ở trên đó. Thì kế hoạch là cứ làm sao đấy mà cố gắng giữ một cái phong độ là khoảng độ 2 tuần ra một cuốn truyện tranh hoặc là một cuốn sách, cứ 2 tuần ra một cuốn đều đặn như vậy. Đấy, thì anh chị em nghĩ là khoảng độ 1 năm mình ra được bao nhiêu cuốn sách? Và chúng ta biết rằng là gì ạ? Lời nói thì gió bay, nhưng mà gì ạ? Sách thì ở lại mãi mãi. Có những cuốn sách, có những truyện cổ Grimm, rồi những cái cuốn sách mà nó sản xuất, nó đã sáng tác ra từ cách đây hàng thế kỷ rồi, nhưng đến bây giờ nó vẫn được truyền tay nhau. Đúng không ạ? Đến bây giờ người ta vẫn đọc những cái tác phẩm đó. Có những cái tác phẩm nó gọi là đi gọi là trường tồn với thời gian. Đúng không ạ? Có những cái chủ đề nó mãi nó không hết được.
những cái chủ đề như là cô bé Nọ Lem, rồi là gì ạ, cô bé Quàng Khăn Đỏ, rồi là Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, tất cả những cái gì ạ, những cái câu chuyện đó thì nó sẽ đi trường tồn với thời gian, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta có thể tạo ra được những cái sản phẩm như vậy thì chúng ta cũng có một gì ạ, có một cái cơ hội để cái tên tuổi của chúng ta cũng trường tồn với thời gian, đấy ạ. Bao nhiêu anh chị em chúng ta muốn rằng là chúng ta sẽ có một cái cơ hội để tên tuổi của chúng ta trường tồn với thời gian, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta cứ bình thường thì có vẻ là rất khó, nhưng khi mà chúng ta sử dụng AI rồi ấy, thì cái việc mà tạo ra những cái tác phẩm đó thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và mỗi một người ấy, thì chúng ta sẽ có một cái lượng khán giả riêng anh chị em nhé. Mỗi người có một khán giả riêng, chúng ta yên tâm là kiểu gì chúng ta sẽ có người gọi là đọc cái tác phẩm của mình. Đặc biệt nếu mà anh chị em là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực này. Ví dụ như là hôm nay Huy có chia sẻ cái cuốn sách về cái cuốn truyện tranh mà Huy viết ấy, thì không biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đã xem rồi, đúng không ạ? Đấy, bao nhiêu anh chị em đã xem rồi chúng ta comment xuống được không ạ? Rồi, bao nhiêu anh chị em chúng ta đã xem rồi và chúng ta cảm thấy thích cái cuốn truyện tranh đó. Chúng ta cảm thấy là vẽ như vậy là cũng rất là ok rồi. Vẽ như vậy là chúng ta đã cảm thấy rất là hài lòng rồi và chúng ta cũng mong muốn được như vậy. Ok không ạ? Rồi, đó mới chỉ là những cái cuốn truyện đầu tay của Huy thôi và Huy cũng chưa hài lòng với nó. Huy chưa hài lòng 100%. Nhưng cái quan điểm của Huy, cái tư duy của Huy đó là gì ạ? Hoàn thành còn hơn hoàn hảo. Đúng không ạ? Hoàn thành còn hơn hoàn hảo, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Mình cứ hoàn thành đi, rồi làm sao ạ? Mình lại làm cái sau nó tốt hơn cái trước. Anh chị em cứ để ý xem, cái cuốn mà bí mật may mắn ấy, cuốn đấy là cuốn thứ 3 rồi. Cái cuốn đầu tiên của Huy ấy, nó dở, nó kém lắm. Nhưng mà khi mà Huy làm cái cuốn đấy, Huy sung sướng vô cùng luôn. Để chia sẻ cho anh chị em là cái cuốn đầu tiên của Huy nhé. Cuốn đầu tiên của Huy ấy, nó vừa kém, nó vừa dở. Mà đến bây giờ Huy không muốn sâu cái cuốn đấy nữa. Huy không muốn sâu cái cuốn đấy nữa. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà nó vẫn là cái cuốn gọi là cái cuốn đầu tay của mình. Đây, cuốn này có tên là Lá Thư Từ Thiên Đường. Đó. Đấy, thì có một cô, một bà mẹ tên là Sally chạy vội đến phòng cấp cứu. Và khi cửa phòng mở ra thì vị bác sĩ từ tốn trả lời: "Tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Đấy, và con của cô ấy đã không chống được căn bệnh ung thư. "Chúa hầu như chẳng ngó ngàng đến chúng sao? Chúa người ở đâu khi con trai con cần một đặc ân của người lúc này?" Vị bác sĩ trả lời cạnh Sally: "Ít phút nữa sẽ có y tá đưa chị vào thăm bé trước khi chúng tôi chuyển cháu đi." Sally muốn nói với người y tá rằng cô muốn ngay lúc này được gặp mặt con trai bé bỏng của cô để nói lời tạm biệt trước khi không còn dịp nào để có thể nhìn cậu bé nữa. "Bà chuẩn bị mang bao trùm tóc vào chưa?" cô y tá nói. Sau khi nhận bao trùm tóc dành cho người thăm bệnh lên đầu thì Sally đã nhớ về con trai của mình. Jimmy đã từng nghĩ sẽ hiến thân xác của mình cho trường đại học y. Thằng bé nói rằng như thể có lúc giúp được một ai đó và đó là điều thằng bé muốn. "Mẹ à, con muốn trở nên có ích ngay cả khi con không còn sống nữa. Có thể điều đó sẽ giúp được một cậu bé hoặc cô bé nào đó giống như con để bạn ấy có thêm thời gian sống với gia đình." "Jimmy của tôi là một cậu bé tốt, có trái tim bằng vàng. Thằng bé luôn nghĩ đến người khác, luôn muốn giúp đỡ những mọi người bằng một cách nào đó khi thằng bé có thể." Sally từ từ chậm rãi bước đến phòng bệnh lần cuối cùng khi cô đã từng túc trực ở đây hơn 6 tháng ròng. Cô ngồi lên chiếc giường bệnh của Jimmy và thu dọn những món đồ chơi của Jimmy cho vào túi. Cô lẳng lặng xách chiếc túi nhỏ dựa người thẫn thờ vào bức tường ngay cửa phòng bệnh của Jimmy. Cô cảm thấy lòng mình trống rỗng, tắc nghẹn. Thế là từ nay cô không còn được gặp con nữa. Sally lái xe về nhà một cách khó nhọc, phải dừng xe vài lần trong suốt quãng đường vì nước mắt làm nhòe đi con đường quen thuộc. Cảm giác trống rỗng khiến Sally cảm thấy buốt con tim. Cô mang chiếc túi đựng đồ chơi của Jimmy từ bệnh viện về phòng.
Căn phòng hơi bừa bộn vì đã lâu không có người dọn dẹp. Cô hầu như túc trực ở bệnh viện suốt những ngày tháng cuối cùng của con. Cô mệt mỏi bước tới chiếc giường của con. Nằm lên chiếc giường vẫn còn mùi của Jimmy và nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Sally tỉnh giấc vào khoảng nửa đêm. Cô đứng dậy, chợt một lá thư rơi ra từ chiếc gối. Cô nhặt nó lên và đọc. Mẹ ơi, con biết rồi mẹ sẽ rất nhớ con. Nhưng mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng con sẽ quên mẹ hoặc không còn yêu mẹ nữa. Bởi vì dù con không còn ở cạnh mẹ để nói con yêu mẹ rất nhiều, con luôn nghĩ đến mẹ mỗi ngày. Và con luôn muốn mẹ yêu mỗi ngày một nhiều hơn. Một ngày nào đó mẹ với con sẽ được gặp lại nhau. Mẹ à, nếu mẹ muốn những đứa trẻ giống con không thấy cô đơn và buồn chán, mẹ hãy cho các bạn ấy phòng của con, cho các bạn ấy những món đồ chơi con đã từng chơi. Hoặc nếu mẹ mang các món đồ chơi của con cho một bé gái nào đấy, bạn ấy sẽ không thể nào chơi những món đồ chơi của một con trai chúng con. Lúc ấy mẹ nên mua cho bạn ấy một con búp bê hay một món đồ chơi mà bạn ấy thích. Mẹ đừng buồn khi nghĩ về con mẹ nhé. Nơi này thực sự rất tuyệt. Ông và bà sẽ gặp con sớm thôi nếu con đã có mặt ở đây và chạy vòng quanh nhìn ngắm mọi nơi. Nhưng hẳn sẽ không còn lâu nữa đâu. Các thiên thần rất thân thiện và con rất thích nhìn họ lơ lửng ở trên cao. Con mãi yêu mẹ, Jimmy của mẹ. Khi bạn mất đi một ai đó, cảm giác như mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Hãy tạm cho bản thân mình suy sụp trong một thời gian ngắn. Vì người yêu bạn không bao giờ muốn bạn thấy bạn đau khổ vì sự ra đi của họ. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp về người đó và tiếp tục bước đi. Rồi. Đấy là cái gọi là tác phẩm đầu tay của Huy đấy anh chị em ạ. Anh chị em thấy sao về tác phẩm đấy ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy tác phẩm đấy hay thì comment là hay, mà không hay thì anh chị em comment thật cái gì anh chị em cảm nhận thấy được không ạ? Cuốn đấy thì Huy lấy kịch bản ở một cái chuyển thể kịch bản từ cái tập của Hạt Giống Tâm Hồn đó, Hạt Giống Tâm Hồn. Và cái tranh Huy vẽ cái hồi đó là Huy vừa mới bắt đầu tập vẽ thôi anh chị em, cho nên nó còn rất là sơ sài, rất là gì ạ, nó không có thống nhất được cái nhân vật. Anh chị em thấy cái nhân vật nó lúc đầu lúc sau nó không thống nhất đó. Và cái kết cấu chuyện nó cũng cái phong cách chuyện nó cũng không được thống nhất đó. Thì ở đây Huy muốn chia sẻ anh chị em một điều, đó là gì ạ? Là chúng ta cứ làm đi, không cần phải hoàn hảo ngay từ đầu. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục bước đi, tiếp tục làm thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Đúng chưa ạ? Đấy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau hiểu hơn về những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý ở trong gì ạ? Ở trong Miss Johnny, để chúng ta từng bước, để chúng ta nắm bắt cái cơ hội này, nắm bắt cái dạ cái công cụ này, đúng không ạ? Chuyện gì cũng được bạn nhé, bạn thích vẽ cái gì cũng được, chỉ cần bạn nắm được các cái công thức cơ bản thì bạn có thể sáng tạo ra rất nhiều các cái thể loại khác nhau. Tất cả những cái gì tưởng tượng, tất cả những cái giới hạn duy nhất của chúng ta đó là gì ạ? Nó giới hạn trong trí tưởng tượng của mình mà thôi, đúng không ạ? Bất kể cái gì bạn muốn thì đều có thể làm được, chỉ cần mình tin rằng mình có thể làm được mà thôi. Được chưa? Và thời gian đầu nếu mà chúng ta làm chưa được, làm chưa tốt cũng không sao cả, đúng không ạ? Đấy, và quan trọng hơn đấy là chúng ta cứ tiếp tục làm tiếp nhá. Rồi. Đấy, anh chị em chúng ta sẵn sàng vào bài học chính ngày hôm nay chưa ạ? Rồi. Để mà chúng ta hiểu hơn về Miss Johnny thì Huy đã có thiết kế cho anh chị em những cái nội dung học mà để anh chị em có thể làm được, để anh chị em có thể hiểu được. Thì đầu tiên nó là gì ạ? Nó là prompt. Prompt là gì ạ? Là những cái câu lệnh. Và một cấu trúc prompt tiêu chuẩn ở đây nó có 3 cái phần chính. Phần thứ nhất đấy là gì ạ? Là image prompt, tức là gì ạ? Là câu lệnh hình ảnh.
Ở đây chúng ta có thể đưa hình ảnh vào giống như một câu lệnh, được chưa? Và chúng ta có thể đưa 1 2 3 4 5 6 7 hình ảnh thoải mái nhé. Nhưng mà không nên quá 10 hình ảnh. Rồi, cái thứ hai đó là chúng ta đưa vào phần text prompt, tức là gì ạ? Là câu lệnh hay là lời nhắc bằng văn bản. Cái thứ ba nữa là các cái biến số, các cái tham số. Đây là một cấu trúc cơ bản của một câu lệnh. Và phía trước của chúng ta là cái từ search và imagine. Đấy, imagine xong đấy là prompt. Đấy, đưa vào prompt vào. Rồi. Một số lưu ý về cái câu lệnh. Thứ nhất, đó là về độ dài câu lệnh. Chúng ta kiểm soát độ dài câu lệnh và chúng ta không nên để độ dài nó quá dài. Một câu lệnh có thể ngắn, có thể dài, tùy thích, được chưa? Thậm chí là một cái từ đơn lẻ hoặc là một cái icon cũng có thể trở thành một câu lệnh. Một cái biểu tượng cảm xúc cũng trở thành một câu lệnh, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta nên gì ạ? Nên để một câu lệnh nó vừa ngắn gọn và tập trung, thay vì chúng ta viết quá dài. Cái thứ hai nữa là ngữ pháp. Chúng ta không cần phải viết ngữ pháp giống như là ngày hôm nay tôi đi chiếc giày này, ở chỗ kia. Đấy, thì Midjourney thì nó cũng hiểu ngữ pháp nhưng mà hiểu một phần thôi. Được chưa? Cho nên chúng ta gì ạ? Hãy tập trung vào cái việc là đưa vào những cái từ khóa, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu mà chúng ta có thể đưa vào những cái ngữ pháp cũng không sao anh chị em nhé. Đấy là lý do mà hôm trước Huy có chia sẻ với anh chị em cách đơn giản nhất ấy, đó là gì ạ? Nghĩ như thế nào bằng tiếng Việt thì đưa ra Google dịch, paste vào là xong. Được chưa ạ? Đấy. Cho nên chúng ta gì ạ? Chúng ta có thể đưa ngữ pháp cũng được, hoặc là đưa các cái từ khóa cũng được. Chúng ta đưa từ khóa thì sao ạ? Thì nó ngắn gọn hơn, có thế thôi nha. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta tập trung vào những gì mình muốn, đừng tập trung vào những gì mình không muốn. Ví dụ mình muốn ở trong bức tranh đấy có 2 người thì mình đừng nói là tôi không muốn có 3 người, bởi vì đôi khi nó không hiểu là mình muốn hay mình không muốn. Còn nếu mình thực sự là không muốn cái tham số nào đó, không muốn cái điều gì đó, thì mình dùng tham số là gì ạ? Gạch gạch đấy, no. Đấy, sau đó chúng ta gì ạ? Chúng ta đưa thêm cái từ khóa mà chúng ta không muốn. Ví dụ như là chúng ta gạch gạch no, xong rồi chúng ta nói từ red chẳng hạn. Đó. Rồi, cái thứ tư nữa đó là gì ạ? Hãy suy nghĩ về những cái chi tiết quan trọng. Mình trong cái bức tranh của mình ấy, là có rất nhiều rất nhiều những cái từ khóa khác nhau. Tuy nhiên, hãy tập trung vào những từ khóa quan trọng nhất. Tại sao ạ? Bởi vì nếu như chúng ta đưa vào quá nhiều chi tiết thì Midjourney có thể nó không hiểu. Và khi nó không hiểu thì nó sẽ vẽ lung tung và nó không đúng cái gì mình mong muốn. Cho nên hãy tập trung vào những gì mình muốn và những chi tiết quan trọng. Ok nhá. Và có một số cái gọi là từ khóa hoặc là những cái mà chúng ta chú ý ở trong một cái câu lệnh. Thứ nhất, đấy là chủ đề. Chủ đề của cái câu lệnh mà chúng ta muốn nhắc tới hay là cái hình ảnh mà chúng ta muốn tạo ra là gì? Chủ đề đấy có thể là gì ạ? Là một người hay là động vật hay là nhân vật hay địa điểm hay đối tượng. Đấy. Cái chủ thể, cái chủ đề của bức tranh hay là của cái bức ảnh mà chúng ta muốn nói đến là gì? Nó có thể là một con mèo, có thể là một cô gái, đúng không ạ? Có thể là một con ngựa, có thể là một đám đông, có thể là một cái ngôi nhà. Bất kể nó là cái gì thì cái đầu tiên chúng ta nhắc tới cái chủ thể. Nó là cái quan trọng nhất chúng ta đặt lên đầu. Được chưa? Chúng ta nhớ này, cái từ khóa nào đặt trên đầu thì sẽ quan trọng hơn đặt ở phía sau. Nhá. Chủ thể chúng ta đưa lên đầu. Sau đó chúng ta đưa vào đấy các cái yếu tố khác. Ví dụ, yếu tố về phương tiện. Phương tiện ở đây đó là gì ạ? Là cái cách để mà thể hiện. Nó là một bức tranh vẽ sơn dầu hay nó là một bức ảnh chụp, được chưa ạ? Nó là một nét vẽ phác thảo hay là một nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con hay là một cái gì ạ? Một cái nét vẽ bằng sơn, được chưa ạ?
cái phương tiện để tạo ra cái bức tranh hay bức ảnh đó. Cái thứ ba nữa là môi trường. À, chúng ta vẽ cái bức tranh đó là ở trong nhà hay là ngoài trường, ngoài đường, đúng không ạ? Nó là cái môi trường hay là cái bối cảnh. Đấy, nó là thời tiết lúc đấy là ban ngày hay ban đêm, trời mưa hay trời nắng. Được chưa ạ? Nó là trên mặt trăng hay là dưới nước, ở thành phố hay là ở nông thôn. Được chưa ạ? Cái môi trường hay địa điểm. Đúng không ạ? Cái thứ tư nữa đấy là ánh sáng. Ánh sáng ở đây là ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp hay là ánh sáng mà gì ạ? Buổi chiều tà. Được chưa ạ? Hay là ánh sáng là gì ạ? Mềm mại. Xung quanh hay là ánh sáng u ám, đen, đèn led, đèn studio. Thứ tư đấy là màu sắc, thứ năm là màu sắc, ánh sáng, và thứ năm là màu sắc. Thì chúng ta muốn cái bức tranh của chúng ta là màu sắc, nó là màu sắc gì? Nó là màu đỏ, màu vàng, hay là màu sáng, hay là màu gì ạ? Màu sặc sỡ, đấy ạ? Hay là đen trắng, đó. Hay là bất kể cái màu gì mà chúng ta có thể nghĩ ra, có rất nhiều màu sắc khác nhau anh chị em nhé. Cái thứ sáu nữa đấy là tâm trạng hay là cái cảm xúc của cái bức ảnh đó. À, cái bức ảnh đấy là cái chủ thể đấy là đang vui hay đang buồn hay đang khóc hay là đang cười hay đang hạnh phúc hay là đang ngạc nhiên, đang sợ hãi, đang đau khổ. Được chưa ạ? Cái chủ thể đấy. Hoặc là thậm chí nhá, chúng ta có thể vẽ bức tranh phong cảnh nhưng chúng ta có thể đưa vào đấy là gì ạ? Màu sắc, là cái tâm trạng của bức tranh, nó là tươi sáng hay là u tối. Được chưa ạ? Đấy, thì nó sẽ ra được cái bức tranh nó giống cái gì mình mong muốn. Dạ. Rồi, tiếp theo nữa là cái bố cục. Bố cục của cái bức tranh đó nó là gì ạ? Nó là chân dung đấy, hay là gì ạ? Cận cảnh hay là gì ạ? Là chụp cảnh rộng. Đấy, ví dụ như là chụp rộng thì nó là chụp cảnh, thì nó là landscape chẳng hạn thế. Đấy, rồi là có thể là 360 độ. Đấy, có thể là gì ạ? Là panorama, có thể là telescope, tức là ống kính viễn vọng kiểu vậy đấy, hoặc là microscope, tức là gì ạ? Ống kính hiển vi đó. Thì tùy vào cái bố cục mà chúng ta sẽ có cái bức ảnh nó khác nhau. Tiếp theo nữa đấy là chất liệu. Ở đây thì chúng ta có rất nhiều chất liệu để tạo ra những cái vật đó, ví dụ người nhưng mà tạo ra bằng sắt hoặc là tạo ra bằng đồng chẳng hạn thế, hoặc là người mà lại tạo ra bằng gì ạ? Hoặc là con mèo tạo ra bằng từ kim cương, hoặc là từ gỗ, từ đá, từ thép, từ sợi carbon, từ vàng, thì nó lại ra cái kiểu khác. Được chưa ạ? Đấy, và con bot nó sẽ hiểu tất cả những thứ đó. Ngoài ra thì còn có một số cái thứ khác nữa, tuy nhiên thì đây là những cái phần chính. Anh chị em chỉ cần nhớ rằng trong một cái câu lệnh mà chúng ta đưa vào từng này cái thành phần thôi là chúng ta đã gì ạ? Đã cực kỳ đỉnh rồi anh chị em nhé. Cực kỳ đỉnh rồi, nó câu lệnh nó cực kỳ chi tiết, cực kỳ sát với cái gì mình mong muốn rồi. Ok không ạ? Đấy, ở đây có 8 cái yếu tố để anh chị em có thể tạo ra một cái câu lệnh đỉnh cao. Bình thường mình chỉ có mỗi là gì ạ? A cat hoặc là a beautiful girl, mỗi thế thôi. Xong cuối cùng mình không biết viết cái gì nữa, đúng không ạ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ thực hành một cái câu lệnh với 8 cái yếu tố này, và chúng ta chỉ đơn giản là gì ạ? Làm theo cái công thức này của Huy nhá. Anh chị em làm công thức này của Huy cực kỳ dễ. Được chưa ạ? Công thức gọi là amateur nhất đó là vào Google dịch. Được chưa ạ? Vào Google dịch, sau đó đấy là Huy chia sẻ cho những người nào mà bình thường nhất, không giỏi tiếng Anh, giống như là các anh chị ở nước ngoài, không cần phải giỏi tiếng Anh, chúng vào Google dịch. Đầu tiên chúng ta nói chủ thể. Được chưa ạ? Chủ thể chúng ta là một người đi, đúng không ạ? Một cô gái đi. Đấy. Một cô gái, được chưa ạ? Rồi, cái cô gái này thì được vẽ bằng tranh hay chụp ảnh ạ? À, ảnh chụp nhá, ảnh chụp nhá, được chưa ạ? Rồi, cái cô gái này thì cái bối cảnh, cái môi trường cô ấy ở đâu ạ? À, cô ấy ở bãi biển đi. Ok không ạ? Ok không chị em nhá? Rồi, cái màu sắc, cái ánh sáng, cái ánh sáng của bãi biển này nó đang ở cái giai đoạn nào? Nó giai đoạn là ánh sáng trực diện là lúc 12 giờ trưa, hay là ánh sáng buổi bình minh, buổi sáng, hay là buổi hoàng hôn. Mình nghĩ nó là hoàng hôn đi. Được chưa ạ? Ừ. Rồi. Thì cô này thì cô ấy mặc cái áo màu gì? Áo màu đỏ đi. Đấy. Áo màu đỏ đi. Được chưa ạ? Đấy. Rồi.
Cô này thì cô ấy gọi là đây, phương tiện môi trường ánh sáng này, màu sắc này, tâm trạng cô ấy đang tâm trạng như nào, được chưa? Tâm trạng cô ấy đang là gì ạ? Đang mỉm cười đi, mỉm cười nhẹ nhàng đấy, được chưa ạ? Rồi bố cục của mình là gì ạ? Là cảnh rộng, được chưa ạ? Bố cục cảnh rộng, nhìn toàn cảnh hay là chúng ta nhìn là toàn cảnh nhé, cảnh rộng hay toàn cảnh, được chưa ạ? Đấy, rồi đến gì ạ? Chất liệu. Chất liệu thì ở đây là mình có thể nói về chất liệu của cái áo, hoặc là chất liệu của cái bức ảnh đấy, hoặc là cái phương tiện để tạo ra cái bức ảnh đó. Chúng ta có thể đi chi tiết hơn, được chưa ạ? Ở đây chúng ta cứ tạm thời như này đã, ok không ạ? Rồi chúng ta copy cái câu lệnh này, ok không ạ? Nếu thế chắc chia sẻ màn hình thôi. Ô, chưa chia sẻ. Ok nha, Vẫn đang ở gần. sorry anh chị em. Ở đây đây là Huy chia sẻ lại cái phần Google dịch nhé. Cái phần Google dịch khi mà Huy gõ từng cái từ khóa vào này, một cô gái này, ảnh chụp này, bãi biển này, hoàng hôn này, áo màu đỏ này, mỉm cười nhẹ nhàng này, đấy, toàn cảnh này, được chưa anh chị em? Chỉ đơn giản như này thôi nhé. Chúng ta copy câu lệnh này này, chúng ta đưa vào trong gì ạ? Midjourney này, được chưa ạ? Rồi copy vào đây, Huy sẽ gửi câu lệnh này vào phần chat cho anh chị em, được chưa ạ? Và anh chị em chúng ta cũng cùng thực hành với Huy, đúng không ạ? Anh chị em chúng ta sẽ cùng thực hành với Huy. Đầu tiên là Huy đưa câu lệnh này vào, và anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau thực hành để tạo ra một bức ảnh với 8 cái yếu tố như vậy, được chưa ạ? Với 8 yếu tố như thế, và chúng ta có thể đưa vào đấy rất nhiều những cái biến thể khác nhau, nhưng nhớ là chúng ta đưa vào đủ 7 hoặc 8 yếu tố, ok không ạ? Application level is too high, tức là gì ạ? Là nó bảo là cái gọi là rồi nó bảo là cái yêu cầu nhiều quá, nó bị quá tải. Rồi đây là cái bức ảnh mà chúng ta đã tạo ra, một cô gái gì ạ? Xinh đẹp đúng không ạ, mặc cái áo đỏ ở bãi biển ở dưới khi mà hoàng hôn, đúng không ạ? Anh chị em thấy không ạ? Tạo ra một bức ảnh nó đúng cái yêu cầu của mình, đúng chưa ạ? Ở đây chúng ta ghi là panorama nhưng mà nó vẫn chưa được panorama lắm. Mặc dù chúng ta đưa cái view vào đây, nhưng mà ở đây là chúng ta đang tập trung vào cô gái, cho nên là có thể nó sẽ không được, cảnh nó sẽ chưa được rộng. Đó. Đấy, anh chị em thấy có một cái điều như này này. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta có rất nhiều những cái câu lệnh giống nhau, nhưng mà cái ảnh khi mà nó tạo ra ấy là ảnh hoàn toàn khác nhau, anh chị em thấy không ạ? Hầu hết các cô gái này đều gì ạ? Đều khác nhau, không cô nào giống cô nào hết, đều là áo đỏ, đều là bãi biển, đều là hoàng hôn, nhưng không có cô nào giống cô nào hết, anh chị em thấy không ạ? Đấy, đó là cái điều rất là đặc biệt của con Midjourney này, được không ạ? Đấy, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái hình ảnh khác nhau, nó không giống nhau, không trùng nhau một tí nào hết nhá. Rồi đấy là thế mạnh của nó, và chúng ta hãy tận dụng cái thế mạnh của nó, ok không nào? Rồi chúng ta thực hành thế thôi, xong tí nữa chúng ta thực hành tiếp anh chị em nhé. Ở đây chúng ta đi nhanh mà một số cách dùng câu lệnh ở trong Midjourney. Anh chị em ngừng việc thực hành nhé, ngừng ngừng việc thực hành, tập trung tập trung vào cái bài học, nếu không thì chúng ta sẽ không kịp. Ở đây chúng ta có thể xem là gì ạ? Có rất nhiều cái cách để sử dụng cái câu lệnh ở Midjourney, thì một số cái ví dụ cho anh chị em, ví dụ như là cái phương tiện hay là trường phái vẽ tranh đấy, ví dụ như là hình thế là gì ạ? In khối này, đấy, nghệ thuật dân gian này, hay là kiểu lục lam này. Đấy, hay là kiểu graffiti là vẽ trên tường này, hoặc là paint in number này, đấy, hoặc là reprograph này, có nhiều cái mình cũng không dịch được luôn. Ví dụ như là phác thảo bằng bút chì này, hoặc là cái kiểu vẽ bằng ukiyo-e
ukiyo-e của Nhật Bản này, hoặc là watercolor này, đấy, hoặc là pixel art này, hoặc là blacklight painting này, đấy, hoặc cross street này, thì có rất nhiều cái này cái khâu chéo. Đây là bức tranh đèn, đấy, bức tranh đèn. Hoặc là chúng ta có thể nói về những cái điểm nhấn cụ thể, ví dụ như là line drawing này, hay là continuous line này. Đó. Thì đây là những cái phong cách khác nhau, một số cái ví dụ anh chị em, một số cái ví dụ về những cái phong cách và cái phương tiện đấy. Hoặc là theo thời gian, chúng ta có thể đưa vào những cái năm 1970, 1980, 1990, thì với mỗi một cái năm ấy, thì chúng ta sẽ ra được cái hình ảnh nó khác nhau, bởi vì cái phong cách của mỗi cái năm nó sẽ khác nhau. Được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta biết được nó có những cái tham số như vậy. Còn khi mà chúng ta dùng ấy, thì chúng ta sẽ tùy biến anh chị em nhé. Chúng ta sẽ tùy biến. Đầu tiên chúng ta phải biết được là nó có những cái tham số như thế. Rồi những cái biểu cảm. Đấy, biểu cảm như là gì ạ? Là kiên định này, vui mừng này, happy này, buồn ngủ này, sleepy này, tức giận này, angry này, hay sai, rụt rè, xấu hổ. Đấy, embarrassed. Đấy. Rồi những cái màu sắc. Ví dụ như là màu hồng gọi là thiên thanh này, rồi màu xanh mà độc hại này, acid này. Đấy. Màu gọi là đen trắng mà kiểu như là loại màu ấy. Đấy. Cái màu vàng hoàng yến này. Đấy. Còn màu gì ạ? Màu quả đào này. Đấy. Hai màu này, two tone này. Màu phấn này, màu hoa cà, màu đen gỗ mun này, màu tự nhiên này, màu glow day. Đấy, màu nhuốm xanh lá cây này. Đấy, green tin, tức là xanh lá cây nhưng mà nó hơi nhuốm một tí thôi. Đấy, thấy chưa? Về môi trường thì mình cũng có rất nhiều môi trường. Ví dụ như là bình nguyên này, rồi muối phẳng này, rừng này, rồi sa mạc này, rồi núi này, rừng mây này. Đấy, núi cao, đồi, rồi đáy biển, rồi mặt biển, rồi bãi biển, rất nhiều thứ để anh chị em có thể nghĩ vào, được chưa? Và khi mà chúng ta học Midjourney ấy, thì chúng ta không khác gì chúng ta học tiếng Anh anh chị ạ. Khi mà học Midjourney thì chúng ta sẽ có một cái lợi thế, chúng ta sẽ tăng cường khả năng tiếng Anh và khả năng từ vựng của mình cực kỳ tốt. Đấy là cái điều mình cảm thấy là rất là thú vị khi mà nghiên cứu về Midjourney, được chưa? Đấy là cái sơ bộ là như vậy nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những tham số của Midjourney, được chưa? Những cái tham số của Midjourney thì có những cái gì? Ở đây chúng ta sẽ có danh sách những cái tham số. Thì Huy sẽ đi sơ lược trước. Thứ nhất đấy là đây một số cái tham số như sau. Đây Huy đi vào đây. Thứ nhất là về cái tỷ lệ khung hình. Đấy, chúng ta sẽ có cái tham số là gạch gạch aspect này, gạch gạch AR này, là thay đổi cái tỷ lệ khung hình, được chưa? Và cái tỷ lệ khung hình này thì là sao ạ? Thì nó sẽ tạo ra các cái khung hình khác nhau. Bình thường nó sẽ là khung hình tỷ lệ 1:1, tức là chiều ngang và chiều dọc bằng nhau. Tuy nhiên chúng ta có những khung hình như là khung hình điện thoại thì nó sẽ có khung hình 4:7, hoặc là khung hình TV, máy tính thì nó sẽ là 10:16:9. Đấy, tức là cái số ở phía trước ấy nó là gì ạ? Là chiều rộng, cái số phía sau là gì ạ? Là chiều cao. Được chưa ạ? Chúng ta muốn ảnh ngang thì cái số phía trước lớn hơn số phía sau. Nếu mà chúng ta muốn ảnh dọc thì cái số phía trước nhỏ hơn số phía sau. Được chưa ạ? Nhá. Và tất cả con số này nó phải là số nguyên. Anh chị em nhé. Và có một vài cái tỷ lệ khung hình thường phổ biến như này. Và riêng với cái phiên bản 5 nhé, với phiên bản version 5 nhé, thì chúng ta sẽ có thể đưa lên cái tỷ lệ lên đến là gì ạ? 1:3, thậm chí là 1:4, đúng không ạ? Và nó sẽ ảnh nó sẽ dài lóng ngóng như này, được chưa? Đó. Đấy là về tỷ lệ khung hình anh chị em nhé. Rồi, mình đi một loạt về lý thuyết xong mình thực hành luôn anh chị em nhé. Rồi, cái phần chaos này. Cái phần chaos là phần gọi là sự hỗn loạn hay là cái sự gì ạ? Cái sự sáng tạo. Sự chaos này bình thường mặc định giá trị nó là 0.
Và chaos thì nó chấp nhận giá trị từ 0 cho đến gì ạ? Cho đến 100. Chúng ta có thể gọi tham số này bằng cách là gì ạ? Chúng ta nhấn vào chữ gạch gạch chaos hoặc là gạch gạch c, được chưa ạ? Thì khi mà chúng ta sử dụng cái tham số này thì chúng ta sẽ cho nó một cái quyền, đó là quyền được sáng tác, quyền được được gọi là biến đổi, quyền được thay đổi. Và cái chaos càng cao, ví dụ chaos 100 tức là gì ạ? Nó sẽ tạo ra những cái biến thể, nó tạo ra chúng ta những cái gì ạ? Những cái sự bất ngờ. Chaos nó là sự bất ngờ, chaos nó là sự gì ạ? Sự biến thể, nó là sự gì ạ? Sự lập dị, sự độc đáo anh chị em nhé. Đó, ở đây thì Huy có thống kê một số cái hình ảnh với các cái chaos khác nhau. Tuy nhiên thì anh chị em cũng không quan trọng đâu, chỉ nhớ rằng là gì ạ? Chaos đó là chúng ta cho nó cái quyền được sáng tạo. Được chưa ạ? Bình thường nó là không, tức là không sáng tạo gì hết. Là gì ạ? Là sát với cái câu lệnh của mình nhất. Được chưa ạ? Nhưng khi chaos lên 100, càng lên cao thì cái sự gọi là thay đổi nó càng lớn. Đôi khi nó chẳng giống gì với cái câu lệnh mình mong muốn hết. Ví dụ như là mình cho con mèo thôi, nhưng mà để chaos 100 nó ra lại cái khác, nó ra lại cái dài khác, nó không ra con mèo nữa, nó ra hình biểu tượng một con mèo hoặc là hình cái gì đấy nó hơi giống con mèo thôi, nó kiểu như vậy anh chị em nhé. Tí nữa chúng ta sẽ thực hành luôn một lúc mấy cái luôn. Rồi tiếp theo nữa là gì ạ? Là chất lượng, quantity. Quantity chất lượng tức là gì ạ? Là anh chị em biết rồi, chất lượng hình ảnh. Chúng ta muốn chất lượng cao thì chúng ta để quality cao. Đấy, chúng ta muốn chất lượng thấp thì để quality thấp. Thế thì tất nhiên chúng ta muốn để quality cao đúng không? Đấy, nhưng đấy, quality cao tức là chất lượng cao thì đồng nghĩa với cả gì ạ? Là cái bức ảnh nó sẽ lâu hơn, nó sẽ chậm hơn, nó lâu hơn. Nếu mà mình là cái người mà muốn nhanh ấy, thì mình để cái chất lượng nó xuống thấp thì nó sẽ nhanh. Tuy nhiên thì cái bức ảnh nó sẽ độ sâu, độ nét nó sẽ không thể nào gì ạ? Không thể cao được. Đấy. Muốn nhanh và muốn tiết kiệm. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái phiên bản không giới hạn ấy, thì và mình cũng là tỷ phú thời gian ấy, thì làm sao ạ? Mình cứ để nó là cả cao nhất. Ví dụ như này, có những một số trường hợp mình đang muốn thử nghiệm. Mình thử nghiệm câu lệnh xem cái câu lệnh nó ra như nào. Thì chúng ta làm sao ạ? Để 0.5 cho nó nhanh. Được không anh em? Nếu mà mình muốn thử nghiệm cái câu lệnh đấy xem nó như nào thì để 0.5 cho nhanh. Khi nó ra được câu lệnh đấy rồi mà mình muốn ok rồi thì mình mới đưa quality nó lên. Đấy. Nhá. Đấy, chúng ta có thể là gì ạ? Dùng cái lệnh quantity hoặc là gì ạ? Chữ Q nhá để gọi cái câu lệnh về chất lượng này nhá. Rồi. Cái thứ tiếp theo nữa đấy là seed, là hạt giống. Cái từ seed này là cái từ hạt giống này nó là gì ạ? Mỗi một cái tranh ấy thì nó sẽ gắn vào đấy một cái tham số, tức là một cái biến số gọi là cái tên hay là một cái định danh cố định, đúng không ạ? Và cái seed này nó là cái hạt giống để tạo ra bức tranh đấy, nó là cái gọi là nền tảng, được chưa? Và cái nền tảng này, cái hạt giống này thì cái tham số của nó là chấp nhận số nguyên từ 0 cho đến 4.3 tỷ, đúng không ạ? Và điều này nó dẫn đến anh chị em biết rằng là gì ạ? Nếu như cùng một câu lệnh chúng ta để seed tự do thì làm sao ạ? Thì nó sẽ biến thể là 4,3 tỷ cái bức ảnh khác nhau. Tức là gì ạ? Là 4,3 tỷ lần chúng ta tạo ra câu lệnh thì nó tạo ra 4,3 tỷ cái bức ảnh khác nhau và không lần nào giống lần nào hết. Anh chị em thấy kinh khủng không ạ? Không lần nào giống lần nào hết. Đó. Và nếu mà chúng ta muốn tìm ra cái ảnh hoặc là tạo ra cái ảnh giống đúng cái ảnh mà chúng ta vừa tạo bên trên ấy, thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Là tìm ra cái sheet đó, sau đó là gì ạ? Sau đó là đưa nó vào. Thì tham số sheet này thì chúng ta gì ạ? Đưa vào cái sược sheet này. Đến version 5 thì chúng ta không dùng được cái same sheet nữa, cho nên chúng ta không quan tâm nhé. Các version trước thì có. Rồi. Đấy là cái tham số về hạt giống anh chị em nhé. Rồi tiếp theo, đấy là tham số và lệnh stop. Lệnh stop tức là sao ạ? Lệnh stop nó sẽ chấp nhận giá trị từ 10 đến 100%. Mặc định thì stop là 100%. Tức là gì ạ? Là trong cái quá trình tạo ra hình ảnh, anh chị em thấy nó đang chạy bao nhiêu phần trăm đấy, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta muốn nó dừng ở 50% thì chúng ta nhấn là gạch gạch stop cách làm cái 50
thì nó sẽ dừng lại cái phần tạo ảnh ở mức độ 50%, nó không tạo thêm nữa, được không ạ? Thế cái này nó có ý nghĩa gì ạ? À, nó có ý nghĩa nếu như mà Huy muốn thì tạo ra một cái gì ạ? Một loạt những cái series, cái bức ảnh mà gì ạ? Thể hiện cái quá trình tạo ảnh của bot. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là stop 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Đấy, thì tự bắt đầu nó mờ mờ như này, xong đó là gì ạ? Đến đúng cái đoạn đấy nó dừng lại để cho mình copy. Được chưa ạ? Đấy, nó cũng có nhiều ý nghĩa khác nữa. Nhá. Rồi. Cái tiếp theo nữa là styline. Styline tức là dạng là phong cách. Ở đây thì chúng ta sẽ có những rất nhiều phong cách khác nhau. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ có cái style mặc định là 100. Và cái với phiên bản 4 năm thì chúng ta có cái phạm vi style là từ 0 cho đến 1000. 0 đến 1000. Được chưa ạ? Và khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta chọn các tham số ấy thì chúng ta có thể chọn các phạm vi tham số là từ low rồi very low rồi là mid rồi là high rồi là very high. Đó. Đấy, với các phiên bản khác thì nó sẽ có những cái style khác nhau. Tuy nhiên với phiên bản 4 năm thì nó là từ 0 đến 1000. Thì cái style này có nghĩa là gì ạ? Cái style này có nghĩa là gì ạ? Là phong cách. Chúng ta muốn nó phong cách càng cao thì nó càng có sự sáng tạo. Bot nó sẽ đưa thêm những cái ý tưởng, những cái sáng tạo, những cái thêm thắt, những cái này cái kia. Được chưa ạ? Nó có, ví dụ như là cũng là cô gái chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta để style cao ấy thì nó cho cả bông tai, nó cho cả dây chuyền. Đấy, còn nếu mà chúng ta để style thấp thì sao? Nó cho đúng cô gái thôi. Đúng không ạ? Nếu mà style của mình là 0 đi hoặc 1 đi, rồi mình bảo là một cô gái thì nó cho đúng cô gái. Nhưng mà nếu mà để style 1000 thì nó lại nhận, nó cho thêm khuyên tai, nó cho thêm vòng cổ, nó cho thêm mũ, nó cho thêm ô, nó cho thêm mặt trời, nó cho thêm cái này cái kia. Đó, nó kiểu kiểu như vậy nhá. Và style mặc định là 100. Rồi, chút nữa thì Huy sẽ đi thực hành cho anh chị em yên tâm nhá. Rồi, cái thai này là cái phần gọi là xếp lớp hay lập ngói. Đấy, thì cái câu lệnh nó là gạch gạch thai. Đó. Và gì ạ? Khi mà chúng ta muốn gì ạ? Muốn nhân bản một cái hình, bình thường chúng ta tạo ra cái hình này thôi, nó chỉ một góc này thôi. Nhưng mà chúng ta muốn gì ạ? Muốn tạo ra thành một loạt những cái hình như này. Đấy. Thì cái thai này để cho những cái nhiệm vụ gì ạ? Nó dành cho những cái người mà muốn thiết kế ra những cái thảm trải sàn này, hoặc là các cái giấy dán tường này. Đấy, hoặc là những cái giấy dán, đại khái thế. Những cái mà hoa văn, những cái hoa văn mà lập đi lập lại đó, thì chúng ta sử dụng cái lệnh này nhá. Rồi tiếp theo nó là các cái tham số khác nữa. Thì trước khi mà chuyển sang các tham số khác thì Huy sẽ cho anh chị em chúng ta thực hành một số cái tham số ở trong này nhá. Rồi chúng ta sẽ thực hành nhá. Ok. Rồi. Copy cái này. Rồi, anh chị em chúng ta đã thực hành rất nhiều rồi đúng không ạ? Rồi, anh chị em bình tĩnh nha, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nha. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta thực hành ấy, thì chúng ta thực hành những cái thứ gọi là đơn giản thôi, được chưa? Rồi, ở đây là chúng ta sẽ dùng là gì ạ? À, một con gấu, con chó đấy, dog photo gì ấy, hoặc là bia, ở be, rồi. Rồi, ở bè. Đấy, đó là một con gấu, được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta có những cái tham số như nào ạ? Thứ nhất, đó là tham số về khung hình. Chúng ta sẽ gạch gạch. Bất kể khi nào chúng ta gọi tham số, chúng ta sẽ gì ạ? Đưa vào hai dấu gạch nhé. Gạch gạch này. Sau đó là gì ạ? Chúng ta chọn là AR là khung hình nhé. Bây giờ chúng ta muốn khung hình là ngang nhé. Khung hình ngang thì anh chị em biết rồi là gì ạ?
hình hình ngang thì là cái gì ạ? Cái tham số đầu là gì ạ? Là chiều ngang nhé. Cho nên chiều ngang là nó phải to hơn cái chiều dọc. Thì chúng ta muốn chiều ngang thì chúng ta để chế độ là 3, 2 thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ rộng hơn chiều ngang một chút. Được chưa? Cái tiếp theo nó là cái tham số gì ạ? Tham số về về gọi là chaos. Đấy. Về chao ấy, cháo ấy. Được chưa? Chúng ta có thể dùng chaos hoặc là chúng ta chỉ dùng chữ C thôi. Được chưa? Bình thường chaos là 0. Được chưa? Bây giờ chúng ta cho chaos là gì ạ? Là 10 đi. Được chưa? Tí nữa mình thử 100 sau nhé. Rồi, tiếp theo nữa đấy là tham số về gì ạ? À, về style đi. Stop rồi là video rồi là sheet à sheet đi. Được chưa? Tham số sheet thì chúng ta để là 1000 đi. Sheet này nó là con số ngẫu nhiên nhá, cho nên mình để số nào cũng được, không quan trọng anh chị em nhá. Mình thích số nào thì mình chọn một cái con số đấy. Tức là gì ạ? Mình gắn cái hạt giống này vào cái gì ạ? Vào cái hình ảnh, vào cái câu lệnh này. Được chưa? Thêm một tham số nữa, đấy là tham số style line. Đấy, style line thì chúng ta chỉ cần ghi chữ S thôi. Được chưa? Cách ra một cái, chúng ta để tham số style line chúng ta là để là gì ạ? Để là 50. Được chưa? Rồi, từng này cái tham số thôi anh chị em nhé, là chúng ta sẽ cùng nhau để tạo ra những cái bức ảnh khác khác nhau nhé. Rồi, tiếp tục vẫn là cái gì ạ? Tiếp tục vẫn là những cái tham số này. Được chưa? Bây giờ Huy sẽ để cho cái chaos này lên đến là gì ạ? 100. Anh chị em từ từ nhé, anh chị em từ từ thực hành nhé. Anh chị em từ từ thực hành nhé. Tài khoản này của mình à. Rồi. Đây nha. Rồi. Bây giờ vẫn là cái con gấu mà C110 này, nhưng mà chúng ta ép bây giờ chúng ta đưa lên là 1000. Đấy. Như vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ so sánh được hai cái con gấu. Cái con gấu đầu với con gấu sau. Được chưa ạ? À. Ở đây chúng ta lưu ý có một cái điều này này, Huy quên mất này. Đó là khi mà chúng ta để cùng một cái sheet này thì cái gì ạ? Cái hình ảnh nó sẽ ra, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tương đối giống, gần giống nhau. Anh chị em nhé, khi mà để cái sheet này giống nhau này, cùng để một cái sheet này này thì cái hình ảnh nó giống nhau. Anh chị em nhìn nhỉ, cái hình ảnh con gấu đầu tiên với con gấu này này, hai cái hình ảnh đầu tiên của hai con gấu này là gần giống nhau, gần sát là giống nhau. Được chưa ạ? Hình ảnh con này với con này là giống nhau. Đấy, hình ảnh con này với con này là giống nhau. Đấy, con này với con này là giống nhau. Bốn góc là nó sẽ ra bốn cái con gấu là giống bốn góc trên này. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó có sự biến đổi, bởi vì ạ, ở đây Huy để chaos là 100. Được chưa ạ? Huy để chaos 100 thì nó sẽ nó bắt đầu nó có sự biến đổi, có sự thay đổi. Được chưa ạ? Mặc dù nó thay đổi rất là ít do mình để cái sheet này. Mình bỏ cái sheet này đi này thì nó sẽ biến đổi nhiều hơn này. Được chưa? Mình bỏ cái sheet nó sẽ biến đổi nhiều hơn. Đây. Đây là cái style này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là cũng cùng một cái sheet này nhưng mà Huy để cái style là 100. Style là 100. Được chưa? Thì cái hình ảnh nó đã gì ạ? Nó đã có sự biến đổi, có sự thay đổi rồi. Đấy. Nó cũng có sự gì ạ? Sáng tạo hơn rồi. Nó thêm thắt nhiều cái yếu tố hơn. Đấy là gì ạ? Con gấu này là lội dưới nước mà lại có rất nhiều cây ở xung quanh. Đó, hoặc là con này thì lại đang bắt cá này. Đấy, kiểu kiểu vậy. Còn con trên này thì sao ạ? Có mỗi gấu không thôi. Đấy, con trên này thì có mỗi gấu không. Đó. Được chưa ạ? Đấy, con này nó xoay bên này, con này nó xoay xong, xoay ngược lại. Đó. Thì thực tế là khi mà chúng ta vẽ những cái bức ảnh mà nó ở cái trạng thái mà mình chưa có chi tiết ấy, thì các cái style này nó sẽ chưa thể hiện nhiều đâu. Được chưa? Nó không thể hiện nhiều đâu. Đấy, và bây giờ Huy sẽ bỏ cái sheet này đi nhá. Huy sẽ bỏ cái sheet đi nhá. Bỏ cái sheet này đi này. Được chưa? Đấy. Rồi thay
tăng cái khét là lên này. Được chưa ạ? Thì anh chị em sẽ thấy nó khác hơn rất là nhiều. Rồi, anh chị em nào là cũng mới tạo ra một cái sheet 100 này. Sheet 100 với sheet 1000 là hoàn toàn khác nhau rồi. Đấy, chúng ta lại ra những cái phiên bản hoàn toàn khác nhau. Đây là sheet 100 này anh chị em nhé. Với sheet 100 thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó đã ra những cái hoàn toàn khác này. Đấy, hoặc là Huy bỏ cái sheet đi thì để cho nó gì ạ? Để cho nó ngẫu nhiên. Đó, để cho nó ra hình ảnh ngẫu nhiên thì nó sẽ gì ạ? Với style là 100 à, với một cái chaos là 100 thì nó sẽ gì ạ? Nó tạo ra những cái hình ảnh mà nó lại khác so với hình ảnh ban đầu của mình. Đó. Đấy. Ví dụ như là mình không hề nói nó rằng gì ạ? Làm cái hình ảnh con gấu như này, nhưng mà nó đã gì ạ? Nó đã tạo ra hình ảnh con gấu nó kiểu như là hình như bức tranh như này. Đấy anh chị em ạ. Bình thường nó là hình ảnh con gấu nó kiểu như này. Đấy, nó kiểu như này. Đấy, bình thường là con gấu là ảnh thật như này. Được chưa? Đấy. Bình thường con gấu nó ảnh thật như này. Nhưng mà khi mà để đẩy cái kéo lên ấy thì nó sẽ tự động, nó sẽ sáng tạo, nó sẽ thêm vào những cái tham số, thêm vào những cái từ khóa mà mình không biết. Đó, tức là mình cho nó những cái biến số ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên cao, ngẫu nhiên nhiều, ít hay không ít thì cái đấy là gì ạ? Máy nó tự quyết định. À, mình muốn lấy cái ảnh gốc nha. Ví dụ như cái ảnh này nha, mình không để cái tham số là sheet thì cái sheet của nó là bao nhiêu? Được chưa ạ? Nó có mấy cách để lấy tham số như sau. Cách thứ nhất này. Anh chị em nhìn nhá. Thứ nhất là chúng ta gì ạ? Mở link này. Rồi. Chúng ta nhìn cái đoạn này này. Toàn bộ cái không, đây không phải là sheet. Đây nhá. Chúng ta muốn lấy sheet, chúng ta bấm vào cái chỗ này này. Bấm vào cái biểu cảm này nhá anh chị em nhá. Thêm biểu cảm này, nhấn vào chút thêm biểu cảm này. Được chưa? Xong chúng ta tìm cái hình phong bì này. Nó gọi là envelope nhá. Hình phong bì này chúng ta nhấn đây cái. Thì làm sao ạ? Thì con bot nó sẽ gửi cho mình cái tin nhắn ở đây. Đấy, anh chị em nhìn thấy con bot nó gửi cho mình cái tin nhắn đây không ạ? Chúng ta bấm vào đây. Được chưa ạ? Thì nó sẽ ra cho mình được cái gì ạ? Cái này là cái job ID này. Job ID nó là gì ạ? Là cái định danh cái bức ảnh của mình, hay nó gọi là cái tên bức ảnh của mình. Và job ID này nó là duy nhất. Mỗi bức ảnh nó sẽ có một cái job ID duy nhất. Nên anh chị em yên tâm là không bao giờ bị trùng. Rồi, cái thứ hai là cái sheet này. Ví dụ cái ảnh này ấy, nó sheet nó là gì ạ? Lên đến bao nhiêu đây ạ? 290 triệu. Sheet nó là ngẫu nhiên anh chị em ạ. Cho nên là nó cũng không thay đổi nhiều, tức là chúng ta dùng những cái sheet gần gần giống nhau, nhưng mà nó không có nghĩa là nó sẽ giống nhau đâu. Đó. Và nó chỉ đơn giản là một cái con số ngẫu nhiên nó gắn vào cái bức ảnh đấy thôi. Được chưa ạ? Và khi mà chúng ta muốn tạo ra cái bức ảnh nguyên si như này thì chúng ta copy cái sheet này. Được chưa ạ? Chúng ta copy cái sheet này. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta đưa vào câu lệnh này nhé. Sheet này. Chúng ta vẫn gọi câu lệnh này ra nguyên si như này anh chị em nhé. Gọi nguyên si câu lệnh này nhé. Xong thêm cái sheet đúng như vậy luôn. Rồi. Anh chị em sẽ ra xem cái gì nhé. Cái chỗ này nó bị sai này. Đây anh chị em nhìn nhé. Khi mà Huy gọi đúng cái sheet của cái gì ạ? Cái hạt giống của cái ảnh đấy ra nhé. Thì anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Nó tạo ra cái bức ảnh giống y xì như cái bức ảnh mà Huy đã tạo ở bên trên. Nó sẽ giống y xì cái bức ảnh này. Anh chị em sẽ thấy cái bức ảnh bên dưới nó giống hệt luôn. Nó giống từng cái sợi lông một luôn. Không khác một tí nào. Đấy là cái ý nghĩa của cái việc mà hạt giống. Dạ. Đấy anh chị em nhìn thấy không ạ? Cái bức ảnh này với bức ảnh này là giống nhau 100%. Nhá. Đấy thì cái mà Huy dùng nhiều nhất đó là gì ạ? Đó là cái AR này. Cái AR này bị sai nhá. Cái câu lệnh này bị sai nhá. Cái câu lệnh này bị sai nhá. Đó là gì ạ? Là 3 2.2 chứ không phải là chấm phẩy nhá. Được không ạ?
Ok nhé. Và mỗi một cái câu lệnh này này, đấy, chúng ta nên cách ra một tí, không cách cũng được anh chị em nhé. Nhưng mà nên cách ra, anh chị em nhìn thấy này, nó cách ra một cái này, gạch gạch này, Q này, 2 này, cách ra một cái này, gạch gạch V 5 này, được chưa ạ? Thì cái V này nó là gì ạ? Nó là phiên bản. Đấy, và Huy sẽ đi vào đây là cái setting nhá. Rồi anh chị em, chúng ta ngừng cái việc thực hành này. Ngừng cái việc thực hành nhá. Rồi. Bảo mẹ đi, bảo mẹ đi con. Bảo mẹ bố đang bận. Không, bố đang bận. Không, bố chưa mở cái này thôi. Con phải mở sẵn lên chứ. Bố có biết cái này kêu không? Bố ba có thể thôi. Bố đang bận. Nào đi ra ngoài. Đóng cửa rồi. Đây. Chúng ta dùng cái lệnh setting này anh chị em nhé. Rồi. Anh chị em chúng ta biết được là Midjourney có bao nhiêu phiên bản chưa ạ? Anh chị em chúng ta biết được là Midjourney có bao nhiêu phiên bản chưa ạ? Rồi, đi trả lời luôn cho anh chị em nhé. Đóng cửa vào giúp bố ông ca ơi. Ở đây nhá, chúng ta sẽ có này, phiên bản số 1 này, số 2 này, số 3, số 4 này và số 5 này. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ có 5 phiên bản khác nhau. Được chưa ạ? Và phiên bản số 4 nó là phiên bản mặc định nhá. Và chúng ta muốn gọi phiên bản số 5 ra ấy, thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải vào setting và chúng ta gì ạ? Bấm phiên bản số 5. Hoặc là chúng ta có thể là gì ạ? Đưa cái tham số là gạch gạch V 5. Được chưa ạ? Chúng ta thấy cái tham số này ấy, thì tức là gì ạ? Là chúng ta đang dùng phiên bản số 5. Còn nếu chúng ta không nhìn thấy phiên bản, không nhìn thấy cái tham số này thì tức là chúng ta gì ạ? Đang phiên bản số 4. Phiên bản mặc định là số 4 nhá. Rồi. Ngoài ra thì nó còn ba cái phiên bản nữa. Nó là phiên bản Niji. Phiên bản Niji là phiên bản hoạt hình anime. Được chưa ạ? Phiên bản MG Test nó là phiên bản dành cho tạp phí lù, tức là nó test thôi. Đấy, cho nên là anh chị em nào muốn test thì vào đây test. Cái phiên bản này là phiên bản test photo, tức là gì ạ? Là nó tạo ra những bức ảnh nó dạng là gì ạ? Là ảnh chụp, dạng ảnh chụp. Đấy. Tuy nhiên thì Huy thấy là con phiên bản 5 này ấy, thì nó vẽ ra ảnh chụp nó còn đẹp hơn cả phiên bản test này. Cho nên là gì ạ? Nếu mà anh chị em muốn vẽ ảnh muốn tạo ra ảnh giống như ảnh chụp ấy thì chúng ta dùng phiên bản 5. Được chưa ạ? Chúng ta muốn vẽ hoạt hình chúng ta có thể dùng phiên bản 5. Chúng ta chỉ thêm tham số, thêm cái gì ạ? Từ khóa hoạt hình thôi. Còn nếu mà chúng ta để Niji thì nó mặc định là gì ạ? Là hoạt hình. Được chưa ạ? Ở đây chúng ta có gì ạ? Chất lượng này. Chất lượng có thể là một nửa này, có thể là gì ạ? À, bình thường này. Đây là mặc định nhé. Base quality là bình thường. Và để high quality là chất lượng cao. Được chưa ạ? Và chất lượng càng cao thì ảnh nó càng sắc nét, càng đẹp. Cho nên là Huy khuyến nghị anh chị em là muốn đẹp thì cứ để độ nét cao. Được chưa ạ? Ừ. Rồi, ở đây là style này. Style low này thì là S550. Đấy, style mat này là mat S là 1250. Đấy, style 2 tức là cái style mà cao ấy thì là S là gì ạ? Là 250. Đấy, còn style very high là 750. Đấy, style mat là 100, tức là trung bình là 100 thì nó là mặc định thì nó không hiện ra đây. Nhưng mà mình để style 2 thì nó sẽ là gì ạ? Là 250. Style very high là 750 thì nó sẽ hiện ra đây. Đấy, thì khi mà chúng ta nhìn thấy những cái từ này ấy, thì chúng ta biết được nó là cái gì. Được không ạ? Nhá. Bình thường ấy thì Midjourney thì nó mạnh về sáng tạo thì chúng ta đưa S750 vào để cho nó sáng tạo. Còn nếu như mà chúng ta muốn vẽ tranh ấy, tức là vẽ avatar bản thân mình ấy, đấy ạ. Mình muốn cái bức tranh nó vẽ nó gần giống với mình ấy thì mình để cái style này sao ạ? Để style low, để style thấp thôi. Thì làm sao ạ? Thì cái bức tranh nó ra ấy, nó gần giống với cái mình hơn, với cái ảnh của mình hơn. Được không ạ? Đấy, còn mình để style 2 ấy, thì nó sẽ khác với cả cái hình của mình. Đấy, ý nghĩa nó như vậy. Ở đây nó có mấy cái chế độ nữa, đấy là chế độ gì ạ? Chế độ là public mode. Public mode là sao ạ? Là chế độ là cộng đồng. Đấy, và đa số là chúng ta dùng chế độ này. Tức là gì ạ? Tất cả các bức ảnh mình đưa lên là người ta có thể nhìn thấy. Cho nên hạn chế đưa những cái bức ảnh nó gọi là nhạy cảm, anh chị em nhé, cá nhân.
Rồi, ở đây là chế độ Steel Mode chỉ dành riêng cho những người nào mua cái gói là 60 đô một tháng. Được chưa? Remix Mode tức là chế độ là gì ạ? Là cho phép là làm lại, tạo lại. Đấy, thì chúng ta chọn hay không chọn cũng được, không quan trọng nhá. Chế độ Fast Mode và Relax Mode đó là chế độ nhanh và gì ạ? Và thư giãn. Thì chế độ nhanh thì chúng ta biết rồi, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo cái ảnh nhanh hơn. Chế độ thư giãn thì tạo chậm hơn, thế thôi, đúng không ạ? Và chúng ta dùng hết cái chế độ thư giãn thì nó sẽ chuyển về chế độ là chế độ nhanh thì nó sẽ tự động chuyển về chế độ thư giãn. Được chưa? Đặc biệt khi mà chúng ta mua cái gói mà 30 đô một tháng ấy, đấy, thì chúng ta sẽ được 15 giờ đấy, chạy cái chế độ Fast Mode này. Thì nó sẽ trừ như nào ạ? À, mỗi một cái câu lệnh ấy, thì nó sẽ mất đâu đó khoảng độ 30 giây, 1 phút gì đó. Được không ạ? Cứ cho là 1 phút đi. Thì mỗi một lần ấy, nó trừ đi 1 phút cái Fast Mode này. Khi nào hết 15 giờ thì làm sao ạ? Thì nó chuyển sang Relax Mode. Nhưng mà Huy thấy là Relax Mode nó cũng không chậm hơn bao nhiêu đâu anh chị em. Nhá, nó không chậm hơn bao nhiêu, nó cũng rất là nhanh. Để áp dụng cho việc vẽ tranh hoạt hình để nhân vật thống nhất từ đầu đến cuối không bị đổi hình ảnh thì mình làm thế nào ạ? Ví dụ nhân vật không thay đổi theo tiến trình câu chuyện. Thì về cái chi tiết về cái việc vẽ tranh nhá, thì Huy sẽ có một cái buổi khác để chia sẻ về cái vẽ tranh. Hôm nay thì chúng ta không tập trung vào cái việc vẽ tranh. Tuy nhiên thì chúng ta có nhiều cách. Hôm trước Huy cũng có chia sẻ sơ lược về cái việc vẽ tranh rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái buổi chuyên sâu hơn về vẽ truyện tranh nhá. Vẽ truyện tranh sẽ là một cái chủ đề mà Huy sẽ tập trung rất là nhiều trong thời gian tới. Cho nên anh chị em hoàn toàn yên tâm là Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà tạo ra những cái nhân vật mà nó thống nhất xuyên suốt từ đầu đến cuối. Huy đã vẽ rất nhiều cái cuốn truyện tranh rồi nên Huy biết cái công thức của nó rồi. Rồi bây giờ chúng ta thực hành nhá. Anh chị em sẵn sàng thực hành chưa? Rồi, bây giờ anh chị em sẽ thực hành như này nhé. Chúng ta sẽ thử nghiệm với các phiên bản khác nhau của cùng một cái object hay là cùng một cái gọi là chủ thể. Cái chủ thể Huy muốn chia sẻ, Huy muốn anh chị em thực hành ngày hôm nay đó là chủ thể về một bông hoa hồng. Bông hoa hồng màu xanh. Blue rose nha. Huy sẽ chỉ đưa cho anh chị em cái tên cái chủ thể thôi. Đấy, một blue rose. Rồi. Và anh chị em chúng ta sẽ phải gì ạ? Thay đổi cái phong cách. Anh chị em chúng ta cùng thực hành ở trong cái nhóm này. Được chưa ạ? Rồi. Và chúng ta sẽ thay đổi này. Thứ nhất là thay đổi phiên bản này. Thay đổi phiên bản này. Thay đổi phong cách này, style này. Thay đổi phần keyword này. Được chưa ạ? Thay đổi về khung hình này. Đúng rồi, cái phần remix ấy nó là trộn các cái phiên bản với nhau. Nó gọi là trộn các cái model khác nhau. Đây, sao mà nhớ hết được? Chị không cần nhớ hết đâu, chị cần thay đổi một cái thông số trong đấy thôi. Còn người khác sẽ giúp chị thay đổi những cái thông số khác. Ví dụ như là chị quan tâm đến cái phiên bản đi. Chị tập trung vào thay đổi cái phiên bản thôi. Được chưa ạ? Thay đổi phiên bản thì như nào? Gạch V. Được chưa ạ? Chỉ cần một cái tham số chị thay đổi thôi. Còn người khác sẽ thay đổi những cái tham số khác cho chị. Được chưa ạ? Nhá. Chúng ta không cần đưa thêm quá nhiều chi tiết đâu. Chỉ một cái gì ạ? Chủ thể đấy thôi. Và chúng ta thay đổi những tham số. Chúng ta xem kết quả nó ra sao. Được không ạ? Cái kênh này hình như là nó bị quá tải hay sao ấy. Kênh này nó bị quá tải hay sao ấy.
kênh nó bị quá tải không vẽ được hay sao anh chị em? Anh chị em thử vẽ xem vẽ được không? Nếu mà kênh quá tải nhá, thì anh chị em vẽ ra cái kênh của mình đi. Tức là chúng ta về cái trang của mình chúng ta vẽ đi. Được chưa ạ? Ở đây là cái câu lệnh này mình bị sai nhá. Anh chị em để mỗi cái browse này thì nó là nguyên bản nhá. Thì cái câu lệnh này chúng ta bị sai này. Chúng ta phải có hai dấu gạch nhá, hai dấu trừ nhá. Một dấu trừ không được nhá. Chúng ta đặt dấu phẩy này là sai nhá. Không phải phẩy mà cách ra một cái nhá. Được chưa ạ? Nếu mà chúng ta đặt là 42 thì nó sẽ tương đương với là 21 bởi vì nó tỷ lệ mà. Đúng không ạ? 42 thì nó chính là tỷ lệ 21 nhá. Ok không ạ? Rồi. Đây là cái phiên bản một cái bông hồng màu xanh. Ok không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Chỉ mỗi một câu lệnh đơn giản là blue rose thôi, nhưng mà nó đã ra cái cho mình cái bức ảnh cái bông hồng vô cùng đẹp rồi. Đấy chính là gì ạ? Đấy chính là cái điều vô cùng đặc biệt của gì ạ? Của Midjourney. Anh chị em nào có thể vẽ thêm được không ạ? Đây thì Huy mời anh chị em tham gia cái nhóm này nhé. Đấy, anh chị em có thể tham gia cái nhóm này xem. Chúng ta đừng vào cái phần kênh đoàn thoại này nhé. Thoát cái phần kênh đoàn thoại này. Rồi chúng ta đừng viết cái blue rose nữa. Chúng ta thêm các tham số đi ạ. Chúng ta thêm các tham số đi ạ. Nha. Cái tham số thứ nhất này. Huy đưa vào phần chat cho anh chị em nhé. Các cái tham số này. Huy đưa vào phần chat cho anh chị em các cái tham số này. Đầu tiên là gì ạ? Cái gạch AR là khung hình này. Nha. Đấy. Gạch S là style line này. Đấy. Style line này. Đấy. Gạch V là version này. Version này. Đấy, phiên bản có 1 2 3 4 5. Đấy. Niji. Đấy. Test và test photo hay là test P. Đấy. Rồi chaos này, gạch C này là chaos này. Đấy, cái phiên bản này cái chaos này từ 0 thì đến 100 này. Đấy. Rồi gạch gì nữa? Quality này. Quality là chất lượng này thì nó sẽ có gì ạ? 0.5 này, 0 này. Đấy. À 0.5 này. 0.5 này. Được chưa ạ? 0.5 này. Sau đến 1 này. 1 là mặc định nhá. Đấy, sau đến 2 này. Đó. Là quantity. Đó. À, với tham số gì nữa? Một cái tham số nữa, đấy là tham số về style về đấy, tương đối những cái tham số cơ bản như vậy anh chị em nhé. Những tham số cơ bản như vậy. Chất lượng sheet hạt giống. Đấy. 0 đến 4.429 tỷ. Đấy. Đó, từng đấy cái tham số anh chị em thử nghiệm các cái tham số khác nhau. Được chưa ạ? Ok. Imagine way là gì? Ok. Chút nữa Huy sẽ chia sẻ về cái imagine way. Bạn Yến này đang chat riêng với Huy nhá. Bạn để chế độ chat everyone nhé, để mọi người cùng đọc được nhé, Yến nhé. Image weight tức là gì ạ? Là trọng lượng hay là trọng số hình ảnh. Trọng số hình ảnh. Được chưa ạ? Chút nữa thì Huy sẽ chia sẻ anh chị em về trọng số hình ảnh. Bạn nào đang thực hành đây là đang bị thực hành nó bị gọi là gì ạ? Bị sai một loạt đây này. Nhá. Đang thực hành đây đang bị sai một loạt đây này. Đừng cố gắng làm sai nhiều như này.
Thứ nhất là sai làm sao ạ? Nó phải có hai cái S, đây mình đưa có một cái S thôi. Được chưa ạ? Cái thứ hai ấy, cái S này ấy, nó là style thì nó giới hạn nó gì ạ? Nó từ 0 cho đến 1 gì ạ? 1.000 thôi. Mình đưa đến 10.000 này là sai này. Cái V5 này nhá, mình là gạch một cái là sai nhá, mình phải gạch gạch V xong cách làm cái 5. Được chưa ạ? Cái C này, cái chaos này nhá, là cũng phải gạch gạch C nhá, xong cách ra cái 20. Cái Q này thế nhá, gạch gạch Q nhá, xong cách ra cái là 0.5. Ok không ạ? Đấy. Cho nên là Huy nói anh chị em là gì ạ? Là thực hành từng cái tham số một thôi, cũng không cần quá tham đâu. Được chưa ạ? Đấy. Vẫn sai tiếp. Đấy. Nếu mà cho Huy làm ấy thì nó sẽ không bị sai và anh chị em sẽ không học được bài học, cho nên Huy để cho anh chị em làm. Huy để cho anh chị em làm thì nó sai thì Huy mới sửa được, chứ còn nếu mà Huy làm thì anh chị em sẽ thấy nó rất là dễ và rất là nhanh. Mà ôi thế làm nhanh thế, ôi thế làm dễ thế, đúng không ạ? Cho nên là anh chị em làm thì anh chị em mới biết là sai, sai Huy sửa cho thì lúc sau mình mới biết được, đúng không ạ? Đấy. Rồi anh chị em đừng vào cái phần chat này nhá, phần chat này không có gì đâu nhá, mình đưa vào phần trên này. Được chưa? Hoặc là anh chị em vào phần chat, vào phần kênh của anh chị em ấy, anh chị em tự làm trong trong kênh của mình. Anh chị em làm xong anh chị em gì ạ? Up ảnh lên phần chat. Được chưa? Hoặc là gì ạ? Hoặc là mới bật mic cho anh chị em rồi nhá. Anh chị em nào mà không làm được thì báo nhá. Bật mic rồi đấy, anh chị em không làm được thì bật mic lên nói nhé. Hello. Hello. Vào trong cái dụng tập vẽ một của tôi nhìn thử xem cái lệnh này nó bị sao, bị lỗi sao. Vào phần nào ạ? Tập vẽ một ạ, zoom tập vẽ một ạ. Zoom tập vẽ một à? Zoom tập vẽ một thì lại bên tài khoản khác. Zoom tập vẽ một thì mình. Em có nhiều cái Midjourney quá thì không nhớ là tập vẽ 1 thì em ở cái tài khoản nào, em vào cái tập vẽ 1 đấy bằng tài khoản nào nữa, không nhớ, nhiều tài khoản Midjourney quá. 6 7 cái không nhớ là vào cái tập vẽ 1 đấy là cái nào. Anh chụp cái màn hình anh gửi lên cho em. Thế ơi, của em không được thầy nhỉ? Không được như nào ạ? Cái em vào chỗ chung mà thầy gửi đấy mà em vẽ một đấy, cái ảnh của anh được. Cường đây là ok mà. À, anh Dũng này, ảnh anh Dũng là này là ok này. Đấy, nhưng mà ở đây là mình đang tham số mình như nào đấy, mình gõ xuống cái tham số này. Mình gửi cái ảnh xong rồi mình gửi thêm cái tham số nhé. Đây là cái này là cái bạn nào làm đây? Bạn nào đang làm trong kênh chung đây? Em đang làm trong kênh chung ạ? Đây đang sai một loạt, đây là ai? Ai viết sai một loạt, đây là ai làm đây? Em này, nhưng mà không sai ở đâu ở đây? Em nào đây? Em Lanh. À, Lanh. Rồi. Đấy, vừa phân tích rồi đấy. Đây này. mình tách từng tham số ra mình làm thì là ok này. Đây này, nó bảo nó có hai dấu gạch đấy, có một dấu gạch thôi nó chẳng sai. Đúng chưa? Để mà gọi cái tham số ra mình phải có hai cái trừ trừ trừ, một dấu trừ là sai rồi, ok không nhá? Trừ trừ là trừ trừ xong rồi mới đến cái lệnh AR. Vâng, trừ trừ AR 3.2 này, trừ trừ trao S này 100, trừ trừ set 1000, trừ trừ S 50. Ừ, đúng rồi. Vâng, nhưng mà nó không ra ạ. Đâu? Mà em vẽ một bông hồng không nó cũng chẳng ra. Mình copy, mình đừng nói, mình copy vào thì nó mới ra được, chứ nói nó không sai. Nói nó không sai, copy câu lệnh vào, hoặc là mình đưa vào phần chung này, hoặc là mình copy câu lệnh vào vào phần chat ấy, vào phần chat của Zoom ấy. Đấy, Trần Phương ra cái gọi là ảnh đẹp chưa? Viết xuống câu lệnh nhá. Đây là viết xuống câu lệnh, Trần Vương viết xuống câu lệnh nhá. Đấy, ví dụ như là anh Đinh Văn Dũng này. Đấy, đây cái ảnh của anh Đinh Văn Dũng đâu nhỉ? Đâu rồi? Đây.
cái ảnh anh Đinh Văn Dũng đây. Đây. Ảnh ở Đinh Văn Dũng đây nhá. Với là gì ạ? Với là AR là 16:9, tức là gì ạ? Là ở cái dạng là máy tính này, màn hình máy tính này. Được chưa ạ? Chaos để lên là 99, anh chị em thấy ạ, đẩy chaos lên 99 thì làm sao ạ? Nó tạo ra những cái biến thể mà mình cũng không biết luôn. Được chưa ạ? Ví dụ bông hồng màu xanh ở mặc định thì nó rất là bình thường, nhưng ở đây nó gì ạ? Nó tạo ra những cái biến thể mà nó gọi là có sự sáng tạo hơn so với bình thường nhá. Rồi quality chất lượng 2 ok này, version 5 ok này. Rồi là style là 750 này. Đó. Và bây giờ ấy là mình phải thử thay đổi những cái tham số đấy đi. Anh Dũng nhá. Anh Dũng thay đổi các tham số đi xem nó khác như nào. Trần Phương thì comment xuống cái gì ạ? Cái câu lệnh của mình nhá. Rồi, của ai ở trong cái nhóm chung này mà vẫn sai đây? Ở đây nhá. Những bức ảnh này đang ở zoom nào ấy thầy? Ảnh nào ạ? Ở đây là ở kênh chung mà em vừa mới gửi vào trong nhóm đấy. Đấy, cái đường link ấy. Cái đường link mới gửi Zalo à? Zalo là gửi nhóm nào đây? Thầy sao em cô lại sai ở đâu ạ? Không biết nhóm nào. À đây. Úi giời. Kim Anh làm bức ảnh đẹp chưa? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Ở đây là câu lệnh như nào đây hả chị Kim Anh? Xuất sắc thế. Lanh vẫn đang sai đây hả em? Vâng ạ, mà em không biết là sai, nó sai ở đâu ạ? À? Đây nó ghi rõ đây đây. Đây này. Cái AR của em nó đúng rồi nhá. Cái AR đúng rồi thì nó không nói nhá. Nó bảo cái sheet của em sai này. Em vẫn có một dấu trừ thôi, có hai dấu trừ mà. Được chưa? Nó có hai dấu trừ mà em để có một dấu trừ sẽ sai rồi. Cái V này cũng bên em là hai dấu trừ ấy thầy ạ. Bên em là hai dấu trừ đấy. Bây giờ là anh không biết là bên em là như nào, nhưng mà ở đây nó lệnh máy nó ghi nhận rồi mà mình cứ cãi máy là sao? Chị Kim Anh viết xuống cái câu lệnh của chị xem nào. Trần Phương, cái câu lệnh Trần Phương bị sai nhá. Cái chữ AR này là mình nói khung hình, nhưng mà mình để AR đây là không phải là khung hình, mà nó là gì ạ? Nó là một cái câu lệnh thôi, nó một từ khóa thôi. Anh chị em comment xuống cái câu lệnh của mình nhá. Ấy, anh chị em thấy Phạm Hằng này làm cái bức ảnh hoa hồng đẹp chưa? Viết xuống cả câu lệnh nhá Phạm Hằng nhá. Comment cả câu lệnh nữa nhá, cả hình ảnh và câu lệnh nhá, đi kèm nhá. Chị Kim Anh cho thêm cái câu lệnh vào đây nào. Thầy ơi. Cho em hỏi là không hiểu sao nãy giờ em cứ thực hành cứ vẽ cứ đặt lệnh để vẽ là nó toàn nói là channel verification level is too high, nãy giờ cái nào cũng thế. Cái trang đấy, cái kênh đấy nó đang quá tải. Bây giờ mình chuyển về cái kênh riêng của mình, cái server riêng của mình thực hành đi. Ok. Hai máy khác nhau thì chị gõ lại, gõ lại được cho nó nhớ. Blue Rose S1000. Ok. Đấy, tốt. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Chỉ cần đẩy cái style lên phát là nó sáng tạo, nó sẽ tạo ra cái bức ảnh lung linh ngay. Bởi vì sao ạ? Khi đấy là cho phép nó sáng tạo. Anh chị em hiểu không ạ? Khi mà đẩy S lên cao ấy là cho phép nó sáng tạo. Thế cho nên Huy mới nói là gì ạ? Nếu mà mình muốn làm ảnh chân dung của mình ấy thì mình phải đưa cái S nó xuống thấp thì nó gì ạ? Nó bớt sáng tạo đi. Mình để S cao quá nó ra thành người khác, nó không thành mình nữa. Rồi, xem bức ảnh của Đinh Văn Dũng nhá. Đây, Blue Row này, AR11. AR11 thì về cơ bản mình không cần phải để nó nhá.
anh Dũng nhá. Đấy, bởi vì sao ạ? AR11 nó là mặc định rồi. Tức là cái khung hình 11 nó là mặc định rồi. Cho nên mình không cần phải để. Đấy, cái keyword để 50 là ok này. Khi mà 50 anh chị em thấy ạ, mình nói là ở đây là blue rose, tức là một bó hồng xanh chứ không phải là một bông hồng. Được chưa ạ? Và khi mà cho C50 ấy, thì lúc đấy là mình cũng cho phép nó phá cách. Đấy ạ, cho phép nó phá cách. Cho nó phá cách với cả cho nó sáng tạo thì nó gần gần giống nhau, nhưng mà nó vẫn có cái điểm khác nhé. Cái thằng sáng tạo ấy thì nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh nó rất là mượt mà, rất là gì ạ, nghệ thuật. Tức là nó gọi là phong cách mà. Cho nên nó sẽ đẩy những cái phong cách rất là nghệ thuật. Còn sáng tạo là phá cách. Thằng Starline là phong cách, còn thằng Chaos là phá cách. Phá cách tức là gì ạ? Nó có thể tạo ra những cái bức hình nó rất là quái đản, rất là quái dị. Đấy. Nó sáng tạo đến mức quái dị, nó kiểu như là trường phái kiểu Van Gogh rồi là Picasso ấy. Tức là nó trường phái là nó gọi là siêu thực, siêu hình kiểu kiểu vậy. Đấy. Còn Styline thì nó lại dạng là kiểu hơi mỹ miều, hơi nghệ thuật, hơi hoa lá cảnh. Đấy, thì Q2 ok, V5 ok này, S750 này. Đấy, rất tốt. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Bây giờ mình viết câu lệnh mà để một đống tham số như này ấy, là mấy ông mà cứ làm ở trên mạng, cứ copy trên mạng mà cứ khóc thét, không hiểu là gì ạ? Ở đâu ra mà nhiều tham số như thế. Và tham số đấy là viết như nào rồi, ý nghĩa nó như nào các bố không biết đâu. Các bố cứ viết theo kiểu copy thì các bố không thể nào hiểu được những cái cơ bản này. Đấy, và mình đọc cái câu lệnh của các bố, những cái người trên mạng ấy, là mình đọc mình cũng không hiểu gì cả. Được chưa? Cho nên là ngày hôm nay khi mà mình đọc, mình hiểu được cái câu lệnh đấy là đã là thành công cực kỳ rồi anh chị em. Anh chị em cần đọc một câu lệnh, anh chị em hiểu được câu lệnh đấy là thành công. Nhá. Đấy là cái gọi là gốc rễ. Rồi, thôi được rồi nhá, không thực hành nữa nhá. Xong chưa? Thôi nhá. Tiếp tục nhá. Đấy, của chị Kim Anh này, Huy thấy của chị Kim Anh là đẹp nhất. Anh chị em thấy không ạ? Lưu cái ảnh này về để khoe. Đấy, học viên mình tạo ra bức ảnh đẹp như này. Đấy, mình phải lưu bức ảnh này về mình khoe. Sản phẩm của học viên này. Đấy, anh Bùi Duy Hoàng này đảm bảo là đẩy cả Styline để Chaos lên hết cỡ hay sao? Nó ra những cái bức ảnh nó cực kỳ là độc đáo. Anh Hoàng thử cho câu lệnh cho này. Anh chị em thấy không? Đây là gì ạ? Một bông hồng ở blue rose, nhưng mà gì ạ? Với phong cách đẩy lên hết cỡ và cái chaos đẩy lên cũng chắc là hết cỡ. Và cái khung hình ở đây là khung hình nó là 23. Theo Huy không nhầm nó là 23 hoặc là 47 gì đó. Đúng không ạ anh Hoàng? 32. Đây là 23, 32 nó sẽ ngang. 23 thì nó dọc. 2 là cái con số phía trước nó là chiều rộng. Con số phía sau là chiều cao. Được không ạ? Bên em bị mất tiếng không nghe gì, anh chị em có nghe Huy nói không ạ? Anh chị em nếu mà không quá ồn anh chị em có thể bật mic giao lưu nhá. Bởi vì là trong phòng Zoom này chúng ta thì không có đông người. Có anh chị em nào mà không thực hành được không? Bùi Duy Hoàng này. À, đây là khung hình là 34. Đấy, tức là gì ạ? Là cái chiều cao nó cao hơn một tí. S để 500, Chaos để 500, Q2 V5. Đấy. Thế thì cái câu lệnh nhá, anh chị em nhìn này. Cái câu lệnh anh chị em để ý này. Bây giờ trong cái câu lệnh của anh Bùi Duy Hoàng này nó có hai cái lệnh Styline. Đó là gì ạ? Một cái là S50 và một cái là S250. Thì nó sẽ làm theo cái câu lệnh nào? Tức là nó sẽ nhận cái S nào? Được chưa ạ? Thì cái câu trả lời ở đây ấy, đó là nó sẽ nhận cái S của 50. Cái thằng đứng trước. Nó nhận cái S của thằng đứng trước, tức là cái gì ạ? Gạch 50. S50 thì nó sẽ nhận nhé. Được không ạ? Bây giờ anh Hoàng thử một cái câu lệnh nhá, mà anh đưa vào hai cái khung hình
một cái ban đầu là anh để khung hình 3-4, một khung hình phía sau là anh để 4-3. Thì xem nó ra được cái câu lệnh, nó cuối cùng nó ra khung hình, nó là ra khung hình theo thằng trước hay thằng sau là biết ngay. Đúng không ạ? Đấy, mình thử xem nếu mà mình đưa vào hai câu lệnh mà nó gì ạ, nó ngược nhau như vậy thì nó bị rối không? Nó bị conflict không? Nó bị gọi là nó bị chống đối, bị ngược nhau ấy. Được chưa ạ? Thầy đang sử dụng màn hình nào để giảng đấy? Trái nhìn thấy màn hình nào? Anh chị em nhìn thấy cái màn hình không? Anh chị em nhìn thấy màn hình cái bông hoa, có nhìn bông hoa, bông hoa tin nhắn đó. Bông hoa với cả tin nhắn thôi, anh chị em vừa bật cái phần có. Tin nhắn ra, bật cái phần tin nhắn của Zoom chat này với cả cái màn hình bông hoa, có mỗi ai cái màn hình đấy thôi mà. Đây là cái bốn cái bông hoa của anh Hoàng. Bốn bông hoa của anh Hoàng và phân tích câu lệnh ở trong cái phần chat Zoom nhá. Được không ạ? Khi mà anh chị em hiểu được hết những cái câu lệnh, là những cái tham số này thì anh chị em sẽ thấy là anh chị em sẽ rất là dễ dàng để mà mình tạo ra những cái bức ảnh theo ý mình, hoặc là ít nhất là mình nhìn một bức ảnh mình có thể gì ạ, mình có thể biết được nó là sử dụng tham số gì. Ví dụ cái khung hình này chẳng hạn thì biết là nó khung hình nó khoảng 2-3 hoặc là 3-4 rồi. Rồi ok, thế thôi nhé. Đấy, chúng ta học tiếp nhé, không là lại không đủ thời gian. Ok không anh chị em? Rồi, tiếp tục nha. Nhờ cái câu lệnh sai của Trần Phương mà tại ra lại tạo ra được cái biến thể nó cực kỳ là độc đáo, khác lạ. Gọi cái câu lệnh, gọi cái khung hình ra thì mình phải có hai dấu trừ phía trước. Nếu không thì nó sẽ hiểu nó là từ khóa nhé. Rồi, cái từ khóa, cái từ AR nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Ok nhé, thì chúng ta sẽ đi tiếp một số, một cái gọi là chúng ta có thể tham khảo thêm nhé. Đấy, ví dụ như là những cái từ khóa này. Anh chị em tập trung vào bài học nữa nhé, dừng việc thực hành nhé. Chúng ta sẽ đi một loạt những cái ví dụ, những cái từ khóa nhá. Đấy là các cái gì ạ? Đấy là các cái thông số, những cái tham số. À, trước khi phần này thì Huy sẽ đi thêm một cái phần nữa cho anh chị em này. Đó là khi mà anh chị em chúng ta ấy gọi câu lệnh ra, gọi dấu sượng này. Anh chị em có nhìn thấy màn hình không ạ? Nhìn thấy màn hình của Huy không ạ? Có. Đấy. Thì cái câu lệnh đầu tiên chúng ta hay dùng là Imagine Prompt, là câu lệnh dùng nhiều nhất, được chưa ạ? Đây là những cái lệnh ở trong Midjourney, ở trong Discord này. Cái thứ hai là phần setting này. Phần setting thì chúng ta lại gọi ra cái setting này, được chưa ạ? Đấy. Cái thứ ba nữa là phần blend. Blend là gì ạ? Là trộn hai hình ảnh với nhau. Đấy, trộn hai hình ảnh với nhau, ví dụ như này nhá. Huy trộn hai hình ảnh với nhau nhé. Ví dụ như là Huy trộn cái t-shirt màu đỏ này. Đấy, cùng với một cái cô gái đi. Một cái cô gái hoặc là một cái người đi. Đấy. Đây. Nó ví dụ như thế.
Đây là huy trộn hai cái hình ảnh với nhau thì nó sẽ ra cái gì? Được chưa? Rồi, chỗ này để V4 này. Chúng ta để V5 cho nó đẹp nhỉ. Như vậy, để fast mode này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là gì ạ? Huy để cái áo kết hợp với cô gái thì là gì ạ? Trộn với nhau thành cô gái mặc cái áo. Anh em thấy không ạ? Đây là cái lệnh trộn. Đây, anh chị em thấy để relax mà nó nhanh như này. Được chưa ạ? Để cái lệnh trộn cô gái với cả gì ạ? À, với đây, cô gái này. Đấy. Cô gái đang cầm sản phẩm này. Với cái áo này. Với cái áo màu đỏ này. Đấy, với cái áo màu đỏ này. Trộn với nhau thành gì ạ? Thành cô gái mặc cái áo có cái đầu lâu, nhưng mà ở đây nó có cái hình cái sản phẩm, cho nên nó lại gì ạ? Nó trộn vào. Đây cái hình này là cô gái cầm sản phẩm mặc cái áo đỏ có cái đầu lâu phía trước. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, đấy là cái ý nghĩa của lệnh trộn nhá. Bây giờ mình thử trộn cái hoa hồng blend này. Trộn cái hoa hồng. Được chưa ạ? Trộn cái hoa hồng với cái gì ạ? Với cái áo. Với cô gái mặc cái áo. Thì nó sẽ ra cái gì ạ? Đây, anh chị em thấy không ạ? Đây là cái bông hồng mà được viết theo cái được vẽ theo cái phong cách là năm 1950. Theo cái khung hình là gì ạ? Là 34, tức là khung hình dọc. Đấy, style line là 50 là dạng thấp, chaos là 50 là trung bình, cũng là khá là trung bình là cao rồi. Đấy, chất lượng là 2, version 5, S là 250. Cái này là mấy cái này thì là về phía sau này thì nó sẽ bị trùng nhá. Về phía sau bị trùng này thì không quan trọng anh chị em nhé. Thì quan trọng những cái phần phía trước thôi. Được chưa? Rồi, anh chị em thấy không ạ? Đấy là cái bông hồng mà theo cái kiểu cổ kiểu vậy. Đó. Nhá. Rồi. Đấy là câu lệnh blend nhá. Rồi, tiếp theo này là câu lệnh info. Như cô người mẫu mặc áo mình thiết kế. Ok nhá, thì cái câu lệnh mà vẽ áo nhá thì nó cũng sẽ đơn giản thôi. Được chưa ạ? Đấy, ví dụ như ở ngay ở trên này thì Huy có cái câu lệnh mà vẽ áo đấy anh chị em này. Nhá. À. Đây. Đấy. Ví dụ câu lệnh vẽ áo này anh chị em nhìn này. Nó rất đơn giản thôi. Nhá. Là chúng ta gì ạ? Chúng ta đưa vào là flower design t-shirt mockup. Được chưa ạ? Đấy nha, muốn vẽ áo t-shirt đúng không? Thì chúng ta muốn là gì ạ? Là flower design, tức là gì ạ? Là thiết kế gì ạ? Thiết kế cái bông hoa. Đấy, ở trên cái t-shirt. Cái từ mockup là sao ạ? Cái từ mockup tức là cái từ mà gọi là nó đưa vào hình mẫu ấy. Nó đưa vào hình mẫu ấy. Còn nếu mà mình bỏ từ mockup ra thì nó sẽ ra hình cái áo như thế này. Được chưa ạ? Đấy. Còn bỏ chữ t-shirt ra thì nó chỉ ra cái hình bông hoa thôi. Thêm chữ t-shirt vào thì nó gì ạ? Nó đưa bông hoa thiết kế trên cái áo. Thêm chữ mock up vào thì nó gì ạ? Nó cho mặc vào cho mẫu cho mình luôn. Đấy, được chưa ạ? Đây anh chị em nhìn nhá. Anh chị em nhìn này. Ghép cái bông hoa màu xanh cộng với cả cô gái mặc áo trắng thì nó đưa bông hoa vào trong cái áo, anh chị em nhìn này. Thấy không ạ? Đấy, nó đưa bông hoa vào trong cái áo. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Đưa bông hoa vào trong cái áo. Đấy, thì nó gọi là gì ạ? Nó trộn mà. Nó trộn. Và có cái thì nó giống ý mình, có cái nó không giống ý mình. Chuyện đấy rất là bình thường anh chị em nhé. Mình trộn nó gọi là trộn ngẫu nhiên thôi. Mình có thể đưa thêm một số cái tham số vào. Khi mình trộn mình có thể đưa thêm tham số vào nhé.
mình có thể đưa thêm tham số hoặc là mình có thể đưa thêm cái gì ạ, cái thêm những cái từ khóa vào đây nhé. Và thêm một cái điều nữa này, ví dụ như là lúc nãy có một cái chị Yến có hỏi về cái tham số về trọng lượng, trọng số hình ảnh nhé. Thì khi mà chúng ta đưa vào đây một cái hình ảnh, đấy nha, ví dụ như là Huy chọn một cái hình ảnh này, đấy chưa? À, cái hình này là V4 rồi, V4. Đây, Huy chọn một cái hình ảnh này nha. Rồi, bây giờ nha, này anh chị em nhìn nha, là Huy sử dụng cái hình ảnh này làm cái hình ảnh là một cái câu lệnh hình ảnh nha, được chưa? Bây giờ Huy sẽ cho nó thành là gì ạ? Là t-shirt rose, red rose. Đấy. T-shirt. Đó. Red rose t-shirt mockup. Được chưa? Đấy, red rose design. Design. T-shirt mockup. Đó. Tuy nhiên chúng ta muốn nó gì ạ? Muốn nó ra được, chúng ta muốn nó ra được cái hình ảnh nó sát hơn với cả cái hình ảnh mà chúng ta đưa vào, thì chúng ta làm một câu lệnh như sau. Vẫn là cái câu lệnh này nha. Vẫn đưa cái hình ảnh này vào nha. Vẫn là red row t-shirt mockup nha. Được chưa? Nhưng mà chúng ta thêm cái tham số này này, IV kép này. Cách ra cái là 2. IV kép là 2. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta cho nó vào đây cái trọng lượng hay là cái trọng số hình ảnh là gì ạ? Là nặng gấp đôi so với cả gì ạ? So với cả cái chữ. Đó. Thì anh chị em sẽ thấy là nó khác so với cả cái gì ạ? À, cái ban đầu nhá. Tức là gì ạ? Là ở đây là cái câu lệnh của chúng ta nó có hai phần, một phần là câu lệnh hình ảnh và một phần là câu lệnh text. Và nếu như mà chúng ta để bình thường thì câu lệnh hình ảnh và câu lệnh text nó có gì ạ? Có cái trọng số hay là có cái mức quan trọng ấy, cái mức độ quan trọng ấy, nó là như nhau. Nhưng mà khi mà mình đưa vào cái tham số là gì ạ? Là IV kép, tức là image weight, tức là trọng lượng hình ảnh ấy. Được chưa ạ? Khi chúng ta đưa vào cái IV kép 2 này ấy, thì nó làm sao ạ? Nó sẽ làm cho cái hình ảnh ấy, cái hình ảnh ấy, nó sẽ quan trọng gấp đôi. Tức là gì ạ? Nó sẽ gần giống với hình ảnh ban đầu hơn là so với cả cái gì ạ? So với cả cái text. Tức là hình ảnh nó quan trọng gấp đôi so với cái text. Được không ạ? Nhá. Đấy. Thì anh chị em thấy không ạ? Ở đây nhá, chúng ta đưa cái ảnh mẫu vào. Sau đó là chúng ta gì ạ? Đổi màu cho cái gì ạ? Đổi màu cho cái bông hồng ở trên cái áo. Đúng không ạ? Đổi màu trên cho cái bông hồng ở trên cái áo của cái cô gái này. Đó. Tuy nhiên thì anh chị em sẽ thấy một điều, đó là gì ạ? Là nó, cái cô gái này nó sẽ không còn giống so với cái ảnh gốc nữa. Nó không còn giống so với ảnh gốc nữa. Đấy, nó mất tay rồi này. Nó có cái đầu có cổ nhưng mà mất tay rồi này. Như kiểu là gì ạ? Ma nơ canh ấy. Đúng không ạ? Đấy. Và cái bông hồng thì nó đã đổi sang màu hồng, màu đỏ rồi. Anh chị em thấy không ạ? Bông hồng thì nó đã chuyển đổi sang màu đỏ rồi. Đấy, và vẫn là cái cô gái đấy. Nó vẫn là có cái sự gì ạ? Liên quan, vẫn là trộn. Tuy nhiên khi mà mình để cái gì ạ? Cái trọng lượng hình ảnh là 2 ấy, thì lúc đấy làm sao ạ? Thì nó sẽ ra cái chất lượng, cái hình ảnh cuối cùng ấy, nó sẽ gần sát hơn, nó sẽ giống với cái hình ảnh này hơn. Đúng không ạ? Tức là gì ạ? Mình muốn cái hình ảnh cái quan trọng thì mình đưa vào là 2. Được chưa ạ? Rồi anh chị em xem thì xem là hai cái bức ảnh này nó có khác nhau cái gì không nhá. Ví dụ như này, khi mà mình muốn vẽ ảnh chân dung nhá. Mình muốn vẽ ảnh chân dung của mình ấy, mà mình muốn nó giống mình ấy, thì mình cũng đưa cái trọng lượng hình ảnh này vào.
cái trọng số hình ảnh này vào. Mình để là gì ạ? Mày vẽ cho tao cái hình ảnh nào cho nó gần giống tao nhất. Chứ đừng có bay bổng quá, đừng có phóng phóng tác quá, đừng có sáng tác quá. Được chưa ạ? Phóng tác cái sáng tác quá làm sao nó không giống tao. Được chưa ạ? Nó khác nhưng mà nó phải giống tao. Được chưa ạ? Đấy. Rồi, chúng ta xem ở đây nhé. Thì bởi vì là chúng ta đặt cái câu lệnh là quan trọng cái hình ảnh quan trọng hơn. Được chưa ạ? Cái hình ảnh quan trọng hơn. Cho nên là gì ạ? Là cho tao cái hình ảnh gốc ấy, nó phải sát nhất, nó phải giống nhất, nó phải gần nhất với cả cái hình ảnh ban đầu. Và ở đây anh chị em nhìn này, nó có một chút màu đỏ, nhưng màu đỏ nó cho ở đâu ạ? Nó cho vào lá này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Thứ nhất là cái cô gái này với cô gái ở trên ấy, nó gần giống nhau, nó không khác mấy. Đấy chưa? Và nó cho màu đỏ anh chị em này, nó cho tí vào giữa này. Đấy chưa? Nó cho tí vào lá này. Được chưa? Hoặc là gì ạ? Nó cho tí vào viền này. Đấy không ạ? Có màu đỏ đấy, nhưng mà màu đỏ nó không nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó giữ lại cái hình ảnh gốc nhiều hơn. Anh chị em thấy không ạ? Cái này ảnh này với cái ảnh gốc là sao ạ? Nó gần giống nhau. Còn cái ảnh này làm sao ạ? Nó thay đổi rất là nhiều. Được chưa ạ? Đấy, mình để IV kép này 2 này. Mình để nó gấp đôi. Mình để nó gấp đôi so với cả gì ạ? Với cả text thì nó sẽ ra cái hình ảnh gần giống hình ảnh của mình hơn. Hiểu chỗ này không? Đúng không ạ? Tức là cái gì ạ? Là nó bảo là cái hình ảnh của tao nó quan trọng hơn là text nhá, mày phải làm sao nó giống cái hình ảnh của tao. Được chưa ạ? Đấy. Hoặc là mình muốn đưa vào những cái hình ảnh mà muốn mà kiểu thống nhất ấy thì mình cũng đưa vào cái câu lệnh này. Tuy nhiên, anh chị em nhớ điều này, khi mà chúng ta đưa vào câu lệnh này thì nó không khác gì cái hình ảnh ban đầu cả. Cho nên là gì ạ? Nó giống nhưng nó giống cả cái tư thế luôn. Mình muốn nó thay đổi tư thế nó không có chịu. Đấy, cho nên đôi khi là mình dùng cái này thì chúng ta cũng phải thử nghiệm nhá. Đấy, cũng phải kiểm tra. Bởi vì nó giống như mình muốn cái bông hồng nó màu đỏ nhưng mà nó lại gì ạ? Nó cứ màu xanh đấy. Nếu bảo là gì ạ? Ai bảo mày bảo là gì ạ? Để cho tao giống cái hình ảnh hơn, hình ảnh quan trọng hơn, tao cứ để bông hồng màu xanh nó mới giống. Để bông hồng màu đỏ thì nó không giống. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Mình để cái này vào thì người thì giống đấy. Nhưng mà gì ạ? Mình muốn bông hồng thay đổi, nó lại không thay đổi. Hiểu chỗ này không ạ? Nhá. Thì tất cả những cái này ấy, là chúng ta phải thử nghiệm, anh chị em nhá. Chúng ta biết là nó tác dụng là như vậy rồi, nhưng mà phải đưa vào thử nghiệm thì mới biết được chính xác nó có phù hợp với cái của mình hay không. Được không anh chị em? Đấy. Chứ còn riêng với Midjourney ấy, là không có ai mà viết ra câu lệnh mà biết chắc chắn nó ra được như thế nào ấy. Chỉ biết là nó khoảng khoảng hướng hướng thế thôi. Chứ không thể nào biết chắc chắn nó sẽ ra hình ảnh như nào ấy. Được không ạ? Ok nha. Rồi, bạn Yến này là muốn học nâng cao lắm rồi đây. Học cơ bản là nó là chán rồi đúng không ạ? Rồi. Đây là Huy giới thiệu một số cái màu sắc. Anh chị em thấy này, riêng với cả cái màu sắc thôi nhá, là anh chị em đã có rất nhiều cái màu sắc các biến thể khác nhau rồi. Đúng không ạ? Rất nhiều các biến thể màu sắc khác nhau để mà anh chị em chúng ta có thể là gì ạ? Trải nghiệm, có thể thử nghiệm thoải mái. Đúng không ạ? Rất nhiều luôn. Đấy. Và Huy đã có một cái bộ câu lệnh như này rồi. Anh chị em chỉ việc vào đây để mà gì ạ? Để mà lấy câu lệnh thực hành thôi. Lấy cái màu sắc để thực hành thôi. Được chưa? Những cái màu sắc này anh chị em lấy đâu ạ? Lên trên mạng chúng ta search Google nó cũng ra. Được chưa? Chúng ta search Google là chúng ta search là gì ạ? Là cho tôi các loại màu sắc khác nhau theo tiếng Anh thì nó cũng ra. Tuy nhiên nó không đầy đủ, nó không được nhiều như này thôi. Đấy, cái này là Huy tổng hợp vào cho anh chị em thôi. Nhá. Rồi. Cái tiếp theo nữa là cái gì ạ? Các cái hình thức nghệ thuật khác nhau. Đấy, các cái hình thức nghệ thuật khác nhau. Đó. Thì thực ra bảo là nhớ thì chịu không nhớ được, Huy cũng không nhớ được anh chị em. Chỉ dùng một vài cái nào mình dùng thì mình nhớ thôi. Chứ còn bình thường là không thể nhớ được. Được chưa ạ? Cho nên là mỗi khi là mình muốn dùng ấy thì cái cách dễ nhất, đơn giản nhất của Huy đó là gì ạ? Là dùng Google dịch. Cách dễ nhất đấy là mình tưởng tượng ra cái gì thì mình dùng Google dịch. Ví dụ mình muốn nói là người ngoài hành tinh thì mình lên đó mình nói là ngoài hành tinh. Nó tự dịch ra, được chưa ạ?
Tuy nhiên ở đây thì nó đã gợi ý cho mình sẵn một số cái gì ạ, cái từ khóa để mà chúng ta gì ạ, để mà chúng ta sử dụng. Đấy. Cái công cụ mà Huy dùng nhiều nhất ấy, nó là Google Dịch anh chị em nhé. Nó là Google Dịch. Còn những cái này là anh chị em vào, anh chị em nghịch tham khảo. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Google Dịch nó chỉ dịch được cái gì ạ? Chỉ dịch được cái mà trong đầu chúng ta mà thôi. Quan trọng nhất là trong đầu chúng ta cũng chẳng có thì chúng ta dịch cái gì. Đúng không ạ? Và để trong đầu chúng ta có nhiều cái từ khóa ấy, thì chúng ta nên gì ạ? Vào cái thư viện này. Chúng ta vào cái bộ từ điển này để chúng ta gì ạ? À, chúng ta biết được ồ, hóa ra nó còn có nhiều cái gì ạ? Nhiều cái phong cách, nhiều cái thể loại như vậy. Được không ạ? Nhiều phong cách, nhiều thể loại như thế. Được không ạ? Nhá. Rồi. Nhiều lắm. Đấy. Thể loại mà đen tối này, đắc này. Đấy, rồi thể loại là nghĩa địa, nghĩa trang này. Đấy. Thể loại là deco này. Đấy. Rồi thể loại ngọt ngào này, romantic này. Đấy. Don Pom này, gọi là búp bê ma quái này. Đúng không ạ? Rồi Downtown Girl, rồi Dragon Call là gì ạ? Nó dạng là xương rồng. Đấy, rồi thể loại là giấc mơ này, Dream Call này. Đấy. Rồi Dreamy này, Dreaming này. Đấy, Dream Pool này. Đấy, tức là giấc mơ nhưng mà nó thể hiện cái kiểu tương lai máy móc. Đó. Thì chúng ta vào đây thì chúng ta biết được thêm các cái tham số. Rồi nhá. Đấy. Rồi. Huy sẽ gửi cho anh chị em cái công cụ này. Đây có Huy sẽ gửi cho anh chị em một số công cụ như sau. Thứ nhất đấy là công cụ để mà chúng ta tạo ra cái câu lệnh này. Được chưa ạ? Cái câu lệnh này, cái bộ công cụ này Huy đã gửi cho anh chị em rồi. Những anh chị em nào trong lớp mà học có phí là Huy đã gửi cái bộ công cụ này rồi. Anh chị em nào mà chưa nhận được cái công cụ này thì anh chị em hãy vào trong nhóm để lấy ở trên cái bài viết ghim. Được chưa? Rồi. Ở đây công cụ này thì chúng ta dùng như nào? Dùng như nào? Đấy, chúng ta chỉ cần đưa vào đây một cái tên. Đấy, một cái từ khóa mà chúng ta mong muốn. Được chưa? Ví dụ như là a bear, một con gấu. Sau đó chúng ta lựa chọn vào đây những cái gì ạ? Những cái style khác nhau, những cái phong cách khác nhau. Được chưa? Ở đây có rất nhiều phong cách khác nhau để cho chúng ta thử nghiệm, chúng ta trải nghiệm nhá. Đấy. Ok không ạ? Bây giờ Huy sẽ thử một cái phong cách nhá. Ví dụ phong cách là Nebula. Nó cái gì Huy cũng chịu chả biết. Cho vào đây. Được chưa? Huy copy cái câu lệnh này. Được chưa? Copy câu lệnh này. Đấy. Rồi. Sau đó đưa vào xong cái phần này. Được chưa? Mình không cần phải gõ câu lệnh luôn nhá. Chỉ cần copy thôi, nhấn vào đây. Nó ngay lập tức nó sẽ ra. Chỗ này nó ra V4 rồi. Rồi, không sao. Anh chị em lưu ý này, chỗ này nó có một cái nữa đây là câu lệnh nó là gì ạ? Nhiều câu lệnh. Nhiều câu lệnh. Nó là cái gì ạ? Khi anh chị em nhìn này, thế nó có hai chấm này này. Có hai chấm anh chị em thấy cái hai chấm đây không ạ? Nhìn thấy cái hai chấm của nó đây không ạ? Đó. Được chưa ạ? Thì cái này có nghĩa là gì? À, cái Nebula này nó bị... À, bây giờ là cái này, cái ảnh đầu tiên. Đây. Nó có hai chấm này nó gì? Đây nó là gì ạ? Nó là nhiều câu lệnh, nó là multi-prompt. Nhiều câu lệnh nữa là gì ạ? Ở đây chúng ta vào phần tìm hiểu các cái tham số này. Không phải. Đây, câu lệnh. Đây, nó có phần multi-prompt này. Nhiều câu lệnh là gì ạ? Đây là những câu lệnh nó được ngăn cách ra bởi cái dấu hai chấm. Đấy. Khi mà chúng ta đưa vào cái dấu hai chấm này thì Midjourney biết rằng là nó sẽ xem xét từng phần của câu lệnh một cách riêng biệt. Ở ví dụ dưới này, khi mà chúng ta nói là gì ạ? Hot dog. À, anh Hoàng đừng remote control cái camera của Huy vậy.
Anh chị em nhìn thấy cái màn hình không ạ? Hello. Dạ có rồi ạ. Khi mà chúng ta đưa vào cái hình ảnh, chúng ta nói rằng hot dog, tức là một cái gì ạ? Bánh mì kẹp xúc xích. Được chưa ạ? Thế nhưng mà khi mà chúng ta để cái câu lệnh này, đó là gì ạ? Hot 2.2 dog, thì như vậy nó sẽ xem xét là gì ạ? Là hai câu lệnh này riêng biệt. Là một con chó, dog là một con chó và hot là nóng. Còn hot dog nó sẽ là từ ghép là gì ạ? Là bánh mì kẹp thịt. Còn hot và dog là hai từ hoàn toàn độc lập, hai câu lệnh độc lập, thì nó sẽ là con chó và đang rất nóng. Con chó là nó có cái gọi là yếu tố là gì ạ? Bốc hỏa. Đấy, nóng. Được chưa ạ? Rồi. Ở đây chúng ta cũng có thể lấy cái ví dụ. Đây là một cái gì ạ? Hình minh họa của cái bánh gì ạ? Bánh cốc. Nó gọi là cấp cách. Nó gọi là bánh cốc. Hình minh họa của bánh cốc. Được chưa ạ? Và sau đó thì chúng ta để cái cấp nó ra riêng. Cái cấp là một cái câu lệnh riêng. Còn cái hình minh họa cái bánh riêng thì nó sẽ ra cái hình ảnh này. Đây là hình minh họa cái bánh để trong cái cốc, để trong cái ly ấy, cái cắp ấy. Nó không phải là cái gì ạ? Nó không phải là cái bánh cốc nữa, mà là cái bánh để trong cái cốc. Anh chị em hiểu câu lệnh này không ạ? Đó. Hình minh họa của cái bánh để trong cái cốc. Hình minh họa của cái bánh để trong cái cốc. Được chưa ạ? Rồi. Đến cái thứ ba là chúng ta tách ba cái này ra. Là một cái cốc riêng, một cái cách riêng. Đấy, một cái bánh riêng, một cái cốc riêng và một cái là gì ạ? Hình minh họa là để riêng. Thì nó sẽ ra cái hình ảnh này. Tức là gì ạ? Nó là một cái bánh để trong cái cốc và nó gì ạ? Thêm những cái minh họa bên ngoài. Anh chị em thấy là nó thêm bướm, thêm hoa, thêm quả, thêm đủ thứ vào đây. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Nó tách riêng các cái câu lệnh, các cái từ khóa ra, làm những cái từ khóa độc lập và xem xét độc lập nhé. Bao nhiêu anh chị em chúng ta chưa biết điều này trước đây thì comment xuống là tôi ạ. Chưa học hoặc là có học, có mò, có ấy rồi, nhưng mà cái này chưa có ai dạy, hoặc là ở trên mạng cũng không có ai nói đến cái này. Rồi. Chưa hết. Nếu mà chúng ta để hot dog cách nhà thì nó là con chó nóng. Bây giờ chúng ta có một cái nó gọi là trọng số của câu lệnh. Với riêng cái câu lệnh mà gọi là đa câu lệnh như này. Với những cái đa câu lệnh như này, chúng ta có thể đưa vào trọng số. Ở đây là gì ạ? Là cái trọng số là hot nó gấp đôi so với cả gì ạ? Dog, tức là gì ạ? Nóng quan trọng hơn gấp đôi so với cả con chó. Thì làm sao ạ? Anh chị em nhìn nhé. Đây là cái con chó và nóng. Nhưng con chó mà rất nóng, very hot đấy, thì làm sao ạ? Anh chị em thấy đó, nó bốc lửa, bốc hỏa này. Nó chảy gọi là mồ hôi rầm rề. Anh chị em thấy không? Nó bốc hỏa này. Đó. Hot kẹt kẹt. À, gọi hot trong nội 2.2 số 2 vào đây nữa. Đó. Thì nó sao ạ? Gọi là rất nóng. Ok không ạ? Nhá. Đấy. Rồi. Nó có một cái điều nữa. Nó gọi là trọng số âm. Trọng số âm là sao ạ? Nó giống cái câu lệnh là gạch gạch no ấy. Thì ví dụ như này. Ở đây nó là một cái rừng hoa tulip. Được chưa ạ? Tuy nhiên. Ở đây chúng ta rừng hoa tulip. Nhưng mà chúng ta tạo ra thêm một cái câu lệnh nữa. Là red. Thêm một cái câu lệnh nữa là red, thêm một cái từ khóa nữa là red. Nhưng mà đây là thành hai câu lệnh khác nhau, không phải là hai từ khóa khác nhau, mà hai câu lệnh khác nhau. Và cái trọng số của cái từ red này là -0.5. -0.5 nhé anh chị em nhé. -0.5 thì làm sao ạ? Là chỗ này nó mất đi màu đỏ. Vẫn là cái hoa tulip đấy, nhưng mà gì ạ? Nó cái màu đỏ, cái trọng số màu đỏ ấy, nó không quan trọng nữa. Nó không quan trọng nữa, cho nên là gì ạ? Màu đỏ nó được giảm đi ở trong cái bức tranh này. Được không ạ? Đó. Thì chúng ta sử dụng cái tham số no này. Ví dụ như là chúng ta sử dụng tham số là no, là không không đỏ, no red. Thì cái tham số là gì ạ? Đây. Tách ra làm hai câu lệnh, làm hai multiple prompt.
làm hai câu lệnh xong để trọng số âm, thì nó cũng giống như nó dừng hoa tulip nhưng mà dạ thêm cái dạ tham số là no red, được chưa? Hai cái này cái chức năng nó tương tự như nhau, nó không giống nhau hoàn toàn đâu nhưng mà dạ nó tương tự nhau. Ví dụ như cái red mà giảm đi ấy, nó trọng số nó âm này, âm 0,5 ấy, chúng ta có thể âm 0,5 này, âm 1 này, âm 1,5 này, âm 2 này, được chưa ạ? Thì âm càng nhiều thì nó mất càng nhiều, còn no red là không luôn, là không có luôn, được chưa ạ? Nhá. Đấy, thì đấy là cái tính năng của cái câu lệnh, nó gọi là multipose. Đấy, bao nhiêu anh chị em thấy rằng là dạ, nếu mà chúng ta mò ở trên mạng ấy thì có khi là đến một tuần, khi một tháng nữa chúng ta chẳng mò ra được cái này, chúng ta chẳng biết được cái này. Nói thật với anh chị em là Huy mò bao nhiêu lâu rồi chẳng biết cái này, cho đến khi mà Huy dạ, Huy học của nó một cách nghiêm túc. Đó, anh chị em thấy sao ạ? Hello, anh chị em thấy sao ạ? Học nó có bị quá tải không ạ? Anh chị em thấy sao? Những thông số này xem ở đâu? Huy sẽ hướng dẫn cho anh chị em xem những tham số gốc này nha. Tham số này xem ở đâu ạ? Anh chị em vào Midjourney này. Anh chị em vào Midjourney này, anh chị em nhấn vào Get Start này. Nha. Anh chị em nhấn vào Quick Start Guide này. Được chưa ạ? Và ở trong này ấy, thì nó cũng hiện ra hết những cái gì ạ? Những cái hướng dẫn cơ bản. Được chưa ạ? Những cái hướng dẫn cơ bản thì anh chị em có thể đọc trong này. Anh chị em có thể dùng Google dịch, anh chị em dịch ra tiếng Việt. Được không ạ? Đấy. Đấy, một số những cái cơ bản anh chị em có thể xem ở trong này. Đấy, ví dụ như là cái câu lệnh này. Đấy, thì anh chị em thấy không ạ? Là Huy cũng lấy ở trong cái phần này ra, không có gì ghê gớm cả, được chưa ạ? Đấy, Huy cũng lấy ở trong này ra. Đó, rồi cái lệnh blend này. Đấy, nó cũng tương tự như vậy. Anh chị em có thể xem ở trong này nhé, không vấn đề gì hết. Ok không ạ? Đấy, rồi interface này, đấy, có rất nhiều những cái nó có sự hướng dẫn ở đây. Ok không ạ? Đó. Tuy nhiên thì anh chị em có thể đọc ở đây nhưng mà chưa chắc chúng ta đã hiểu. Bởi vì sao ạ? Nếu mà chúng ta có thể hiểu được thì chúng ta chỉ cần đọc sách là chúng ta xong hết rồi. Đúng không ạ? Bởi vì là ở trong đó thì có một phần là Huy lấy từ cái hướng dẫn này. Đấy, nhưng mà nó chỉ là phần rất nhỏ thôi anh chị em. Nó chỉ là phần cơ bản thôi, còn rất nhiều những cái chuyên sâu, những cái cao hơn ấy, thì nó những cái gọi là ứng dụng thì trong này đâu có đâu, đúng không ạ? Trong này nó chỉ có những cái tham số thôi, những tham số cơ bản này, được chưa ạ? Nhá. Đấy, cái quan trọng nhất là chúng ta phải đưa vào thử nghiệm và trải nghiệm và hiểu được cái thông số đấy, chứ không phải là ai đọc cũng hiểu đâu, đúng không ạ? Đó, không phải ai đọc cũng hiểu đâu. Đấy. Cái tài liệu này thì Huy không chia sẻ anh chị em nhé. Tài liệu này Huy không chia sẻ. Tài liệu này nếu mà anh chị em nào mà thực sự mà muốn ấy thì Huy sẽ chia sẻ riêng, được không ạ? Tài liệu gửi cho lớp nâng cao vào email thì là gì ạ? Là chính là tài liệu này. Đấy, và anh chị em nào mà chưa có thì nhắn vào lớp nâng cao nhé. Còn anh chị em nào mà lớp cơ bản như là lớp này thì là Huy sẽ không chia sẻ cái tài liệu này nhé. Anh chị em ở lớp nâng cao thì sẽ có. Ok không ạ? Đấy. Rồi, bao nhiêu anh chị em thấy rằng là ngày hôm nay chúng ta học những cái thông số, những cái tham số và chúng ta đã thấy là chúng ta đã có thể gần gũi hơn được với cả Midjourney, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Đề nghị là bạn Yến là không ấy nhá. Bạn Yến là không có chuyện là chuyển nhá. Bạn chuyển không nổi đâu. Bạn chuyển không nổi đâu, bởi vì sao ạ? Cái này là bản quyền của Huy. Đúng không ạ? Bản quyền của Huy. Đấy. Và cái này là mình chuyển qua email, cái email người nào mà đấy dùng thôi. Ok không ạ?
Huy có thể sẽ cắt cái email của bất kỳ người nào nếu như mà Huy phát hiện ra là họ gì ạ, họ vi phạm cái bản quyền của Huy. Huy tổng hợp rất nhiều những cái công thức, rất nhiều những cái công cụ vào trong cái tài liệu này. Bao nhiêu anh chị em thấy, bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay mà chúng ta đã sở hữu cái tài liệu rồi, đã vào nghiên cứu rồi, thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Trong tài liệu đấy nó còn rất nhiều thứ, chứ còn ngoài cái cơ bản này, nó có một tí cơ bản ra, còn rất nhiều thứ còn kinh khủng hơn cái cơ bản. Thì anh chị em comment xuống tôi đúng không ạ? Anh chị em nào mà đã có cái tài liệu này rồi, đã vào mò vào nghịch rồi, thì nó còn kinh khủng hơn rất nhiều những cái cơ bản đấy, đúng không ạ? Cái file này thì Huy nói rồi, Huy là chỉ tặng cho cái lớp lương cao thôi. Còn anh chị em nào mà muốn mua riêng ấy, thì Huy bán riêng. Đấy. Bán riêng cái file này nó là 4 triệu rưỡi à. Riêng cái tài liệu này nó là 4 triệu rưỡi. Nó không chỉ là gì ạ? Nó không chỉ là cái đâu, nó không chỉ là các cái thông số, các cái tham số đâu, mà nó còn có cả video nữa anh chị em. Đây này. Anh chị em nhìn nhá. Là Huy có video hướng dẫn luôn. Anh chị em vừa đọc nhưng mà anh chị Các em cái vừa nghe setting luôn. này. Đó, anh chị em Đấy. thấy không ạ? Các cái setting thì vừa rồi mình cũng hướng dẫn anh chị em rồi. Một số cái setting Đấy. cơ bản. Nó gần như là kết hợp giữa một cái khóa học mà online. Đấy, giống như mình mua các khóa học online mình xem qua video ấy, đúng không ạ? Thì nó vừa kết hợp một cái khóa học online kết hợp với cả một cái cuốn ebook. Nhưng cái cuốn ebook này nó vô cùng đặc biệt, đó là gì ạ? Nó cập nhật liên tục. Nó cập nhật liên tục. Nó không phải là gì ạ, nó không phải cố định đâu anh chị em. Đấy. Nó không phải là gì ạ, nó không phải chết đâu, nó cập nhật liên tục. Đấy, và anh chị em mới chỉ xem được một phần nhỏ của cái cuốn sách ebook này thôi. Đó, thì anh chị em nào mà quan tâm về cái cuốn ebook này thì anh chị em có thể là là ấy nhá, là có thể mua cái ebook này nhá. Cái lớp nâng cao thì là Huy sẽ có hai cái dự định cho lớp nâng cao. Dạ, cảm ơn anh Bùi Duy Hoàng. Đấy. Và anh chị em nào mà có cái cuốn này rồi, có trước rồi ấy, anh chị em vào anh chị em để ý những cái chỗ mà có cái trái tim ấy, cái hình trái tim ấy, đấy là cái mà Huy cập nhật thêm ấy. Huy cập nhật thêm liên tục luôn. Thì Huy đang có cái dự định như này, đó là Huy sẽ mở cái lớp nâng cao để mà tập trung cho anh chị em, để anh chị em làm được những cái việc cụ thể, tức là gọi là chi tiết, tức là ứng dụng một cách cụ thể để anh chị em tạo ra được cái sản phẩm, tạo ra được cái mong muốn hình ảnh, mong muốn của mình. Ví dụ như là thiết kế nội thất này, vẽ tranh này, rồi là vẽ truyện tranh này, rồi là tìm hiểu những cái câu lệnh nó cao cấp hơn này. Đấy, rồi là những cái chi tiết hơn này. Thì Huy sẽ tập trung vào lớp nâng cao, dạy trong vòng 2 ngày, thứ bảy chủ nhật, dạy từ sáng đến tối. Đấy, từ sáng chiều, sáng thứ bảy, chiều thứ bảy, sáng chiều chủ nhật, dạy liên tục. Đấy, trong vòng 4 buổi. Đó. Và trước đây ấy, thì Huy có cái quy định là cái lớp nâng cao là 1 năm, nhưng mà bây giờ thì Huy sẽ thay đổi, là lớp nâng cao bây giờ là chỉ có 4 buổi thôi. Lớp nâng cao bây giờ chỉ 4 buổi để làm sao ạ? Để anh chị em tập trung học cho nó xong, tức là học cuốn chiếu cho nó xong, được chưa? Học xong lớp nâng cao để mà mình, thứ nhất đấy là mình sử dụng được cái bộ tài liệu này một cách gọi là nhuần nhuyễn nhất. Cái thứ hai nữa là mình học xong phát là mình yên tâm là mình ra chiến trường mình chiến đấu được luôn, mình ra được sản phẩm luôn, đúng không ạ? Đấy. Cái thứ ba nữa là mình tập trung vào những cái thứ mình muốn, mình tập trung vào thứ mình muốn. Đấy. Thay vì là mình đi lan man thì mình tập trung vào thứ mình muốn. Tuy nhiên thì lớp nâng cao có một cái quyền lợi rất là hay, đó là gì ạ? Mình được học đi học lại, mình được học đi học lại. Đấy. Và mỗi một tháng thì mình sẽ có một cái gọi là một cái kem, hay là một cái gọi là cái riêng cố định dành cho những cái lớp nâng cao. Đấy, tức là gì ạ? Là cứ mỗi tháng là mình sẽ có một cái tuần. Đấy, mỗi tháng là một tuần, đó là cứ thứ bảy nhật là mình dạy hết tất cả những cái thứ gì mình cập nhật trong cái tuần đấy. Đấy, nó kiểu như là
anh chị em sẽ gọi là tập trung 100% học một phát là xong, đỡ học lan man nhiều, đúng không? Đấy thì mình cứ gom gom vào đủ một lớp, khoảng độ một tháng mình làm một lần. Thì anh chị em lớp nâng cao thấy thế có ok không? Mình học tập trung thấy ok không? Ở trong một Zoom ngày hôm nay có một số anh chị em ở trong lớp nâng cao, đúng không ạ? Học tập trung, tất cả những kiến thức gì cần chia sẻ là chia sẻ hết, cố gắng nhồi nhét chia sẻ rồi làm bài tập rồi đè nhau ra làm bằng được thì thôi. Ví dụ như anh chị em muốn vẽ truyện tranh đúng không, là tập trung cao độ để vẽ truyện tranh. Sau đó là gì, muốn thiết kế nội thất đúng không, tập trung toàn bộ kiến thức để vẽ nội thất. Ví dụ nói ví dụ như này, anh chị em muốn vẽ về thời trang đi, ứng dụng làm thời trang, thiết kế thời trang đi đây nha, thiết kế thời trang nha. Thì ở đây Huy cho anh chị em xem này, đây là một bộ ảnh thời trang áo dài Việt Nam cách điệu do Huy gì ạ, do Huy thiết kế, nhà thiết kế Quang Huy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Anh chị em thấy một bộ ảnh như này bình thường là gì ạ? Là từ việc lên ý tưởng vẽ, xong đầu thiết kế, xong đó là gì ạ? Là chọn vải, xong đầu thêu, rồi là gì ạ? Là may theo tiêu chuẩn của mannequin, xong rồi điều chỉnh theo người mẫu, đúng không ạ? Xong thuê mấy cô người mẫu này, xong đầu chạy lên tận là gì ạ? Tận là Mai Châu hoặc là Sapa, đợi đúng vào mùa xuân để chụp ra được cái ảnh này. Mà hôm đấy mà trời nó sương mù sao ạ, cả đội ekip chụp ảnh là sao, từ trang điểm đến là gì ạ, đến camera cho đến là stylist, rồi đến đạo diễn, rồi đến người mẫu, là ngồi chờ khi nào đến là gì ạ, đến nó phải nắng đẹp thì mới chụp được đó. Đấy, và cả một cái bộ gọi là sưu tập thời trang như này là Huy chỉ làm trong vòng bao nhiêu ạ? Đâu đấy khoảng 10 phút anh em. Khoảng 10 phút. Trong khi nếu bình thường để các nhà thiết kế thời trang ra được một bộ ảnh thời trang như này thì mất đâu đó khoảng 1 năm. Mất đâu đó khoảng 1 năm để ra được một bộ thiết kế như này. Thì Huy mất 10 phút và rất nhiều style khác nhau, rất nhiều phong cách khác nhau và rất là mới, độc đáo và đặc biệt là duy nhất, thậm chí là gì ạ? Nó chưa có bao giờ. Mới hoàn toàn luôn đấy, chưa có bao giờ. Anh chị em nghĩ sao nếu như mà chúng ta gì ạ, ra được một bộ sản phẩm như này. Và hôm đấy thì Huy có đưa cái bộ này lên trên mạng xã hội, thì có chị nhảy vào, chị bảo là gì ạ, em có bán cái áo dài này không, sao nó đẹp thế. Đấy, xong rồi Huy gửi lên mới bảo là gì ạ, đây là ảnh thật mà, mình bảo không AI vẽ đấy. Nó không tin, nó cứ cãi nhau với mình anh chị em. Bao nhiêu anh chị em không tin được rằng đây là AI vẽ, bao nhiêu anh chị em không tin được rằng AI vẽ như này, bao nhiêu anh chị em bảo đây là ảnh thật, đúng không ạ? Ai tin được đây là AI vẽ? Mình nói còn chẳng tin, mình bảo AI đấy, cũng không tin, nhất định cãi. Xong bắt đầu mãi sau bắt đầu mình cho xem mấy cái phần gọi là cái câu lệnh mình tạo, rồi mình chụp ảnh cho cái phần Discord, bắt đầu lúc đấy mới hay nhỉ, ôi tuyệt vời, ui tuyệt vời, tuyệt vời. Anh chị em thấy không ạ? Cả bộ ảnh như này mất đâu đó khoảng 10 phút. Thì anh chị em biết là Huy làm gì không ạ? Có mỗi câu lệnh xong đầu Huy làm gì ạ? Remix, reroll, remaster thì nó ra hết thành gì đó. Mỗi lần cho nó chạy thì sao ạ? Nó lại ra cái ảnh khác nhau. Đây cái câu lệnh này Huy cho anh chị em luôn này. Copy cho anh chị em luôn câu lệnh này. Anh chị em về anh chị em làm này. Đây copy câu lệnh cho luôn, đúng không ạ? Câu lệnh này là Huy bán anh chị em nhá. Anh chị em nhớ này, cái bộ câu lệnh này nhá, là Huy nghĩ ra hoàn toàn luôn. Bởi vì vẽ áo dài với Midjourney là vô cùng khó. Bây giờ nếu mà không có câu lệnh, anh chị em đừng dùng câu lệnh này. Đố anh chị em vẽ được áo dài với Midjourney. Đố anh chị em vẽ được đấy. Áo dài nó không hiểu, áo dài nó không hiểu. Đây này, Huy nói này là dạ, áo dài a traditional Vietnamese shirt, đấy, tie fitting symbol in color, đấy, được chưa? Mình còn phải giải thích cho nó để nó hiểu rằng là áo dài nó là cái gì, được chưa? Nha.
cái câu lệnh này nó bị bán ở trên cái trang Chromebase, tức là gì ạ, là nó có cái trang để mà bán cái câu lệnh. Nhưng mà hiện tại thì Huy không dùng cái thằng đấy nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là nó không cho đây. Anh chị em này. Đây là cái trang web nó bán những cái câu lệnh Midjourney anh chị em nhé. Đây này. Bán cái câu lệnh Midjourney này, anh chị em thấy không ạ? Đây có chữ Midjourney này. Được không ạ? Đấy. Con em nó bán. Đó. Mình bán được câu lệnh nhá. Đây. Nó đưa ra mấy cái hình mẫu này. Đấy. Xong nó bán. Khối người mua đây, ông này 65 người mua này. 65 người mua mỗi người 2 đô thì là sao ạ? 100 mấy chục đô. Chẳng mất thấy, cái gì. Thấy nè ơi, không thấy nè ơi. Ồ, vẫn không thấy à? Ok anh chị em, sorry. Thỉnh thoảng nó lại. Đây là cái trang web là cho phép là gì ạ? Bán câu lệnh anh chị em nhé. Cho phép bán câu lệnh. Anh chị em có thể bán câu lệnh của ChatGPT cũng được, mà của Midjourney cũng được nhé. Đây. Đây là những câu lệnh mà gì ạ? Là hot nhất này anh chị em này. Đó. Những cái câu lệnh mà nó tạo ra những cái hình ảnh như này mình chẳng biết làm nào. Thì làm sao ạ? Có rất nhiều người họ bỏ ra 2 đô để họ mua cái câu lệnh, nó đỡ phải mất công họ nghĩ. Và họ quan trọng hơn ấy là họ không có cái bộ tài liệu của Huy. Đấy, cho nên là họ gì ạ? Họ không tìm ra được, họ không biết cách. Đó. Và có những cái câu lệnh mà anh chị em biết là gì ạ? Nó bán được nhiều vô cùng luôn. Đâu nhỉ? Đây nhá. Có một số câu lệnh nó bán được nhiều cực. Đặc biệt những câu lệnh liên quan đến gái xinh sexy anh chị em. Ui bán được mấy trăm cái cơ. Giá cao mà vẫn bán được. Thế là mình cũng đang ngồi nghiên cứu để tạo ra cái đấy. Có vẻ thị trường quan tâm đến cái đấy. Vẽ gái xinh và sexy là nó thích lắm. Bởi vì sao ạ? Midjourney không vẽ được. Để Midjourney vẽ được như đấy khó vô cùng luôn. Đây này. Hôm nay ngồi nói chuyện với chị Yến này. Chị Kim Anh này. Chị Kim Anh này. Mình tạo ra một cái bộ phông chữ như này. Được chưa? Sau đó mình đem bán này. Đây này, nó bán 3 đô này. Nó bán được 12 cái rồi này. 12 cái nhân với 3 là khoảng độ bao nhiêu ạ? Được 36 đô rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy. Cái bộ này phông chữ này có gì đâu ạ. Đấy. Mình ngồi tí là mình làm ra thôi. Nhưng mà gì ạ? Ở nước ngoài ấy, nó rất là gì ạ? Nó rất là tôn trọng cái bản quyền về trí tuệ anh chị em. Ở Việt Nam thì cái bản quyền trí tuệ nó coi như rẻ rách ấy. Nhưng mà ở nước ngoài ấy, là người ta rất là tôn trọng cái trí tuệ của người khác. Đó. Người ta đã mất công, mất sức, người ta phải nghĩ ngợi, người ta phải thử nghiệm rất nhiều, người ta phải check rất nhiều. Hôm nay Huy thử cái bộ phông chữ hoa đào ấy. À, chị Kim Anh là biết này. Đó. Đây này. Đó. Anh chị em xem này. Anh chị em thấy là cái bộ chữ này của Huy thì nó cũng thua gì cái bộ của thằng kia đâu. Đúng không ạ? Đấy. Bộ chữ hoa đào anh chị em thấy đẹp không ạ? Đấy. Long lanh luôn, lung linh luôn. Đúng chưa? Đấy. Đấy, theo anh chị em là mình đưa lên đấy có bán được không? Đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên là gì ạ? Cái trang đấy thì hiện nay Huy đang không sử dụng bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không cho add thẻ ngân hàng Việt Nam. Nó chỉ có ngân hàng ở Mỹ thôi. Mà bây giờ mình đang chưa có ngân hàng Mỹ mà mình không chơi. Đó, mấy chị mà ở bên Đức ấy thì dùng được ấy. Bây giờ em tạo ra xong rồi em nhờ chị Kim Anh bán ở trên trang này nhá. Chị Kim Anh có tài khoản bên Đức không? Hay là chị Xuân Hương có tài khoản bên Đức đúng không ạ? Đấy, em tạo ra em bán trong đầu các chị nhận tiền hộ em. Được không ạ các chị?
Đấy, anh chị em thấy không ạ? Mình tạo ra những cái phông chữ nó còn mình thấy còn đẹp hơn của nó. Đúng không ạ? Long lanh lung linh luôn. Đấy. Và mình phải tạo ra rất nhiều cái thì mới chọn ra được cái ưng ý. Đấy ạ. Cái này chị Kim Anh vào trong tài khoản đấy chắc là chị thấy. Đó, thì anh em thấy sao ạ?